màu hồng son này mà sao mấy đứa không treo? Nè, cái đó là hồng cánh sen thép mà. Chị đứng đây chị còn nhìn thấy nhé, trong kia phải không? Hồng son thép nha. Cái này bảng màu của nó nhiều màu lắm á. Đẹp quá trời luôn. Ai mà không xem livestream của nhà Tú thì rất là tiếc luôn đó. Rất là nhiều đồ đẹp luôn đấy các chị ơi. Vải Tú mặc các chị biết vải gì không? Các chị ơi, các chị à, các chị biết vải Tú mặc là vải gì không? Dễ thương quá trời luôn. Chiều nay hả? Áo hồng Tú mặc chiều nay là tơ tằm đấy chị. Là tơ tằm đó. Dạ đúng rồi chị Thúy Nghe ơi. Các chị ơi, vải áo em mặc là chất vải gì tự nhiên quên mất tiêu. À, ngọc trai trời trời. Vải áo em mặc là chất vải lụa ngọc trai đấy các chị. Này, Phong nó may cho em, nó đính pha lê cho em này các chị này. Phong tự đính cho em luôn, chứ em cũng chả biết là đính nữa, đâu biết đâu. Tự nhiên men ra đính luôn các chị ơi. Chứ đúng ra là em may mấy bộ trơn này là em có lý do hết ấy. Nhưng mà thôi đính rồi thì thôi. Đây này các chị, đấy. Bạn may xong bạn đính cho em này các chị nè. Mà hôm nay em đen thật, em mới đi trăng nắng còn ngày hôm qua em kia gì mà công nhận này em đen thẳng đi luôn đấy. Các chị ơi, vải áo em mặc là chất vải lụa ngọc trai, giá 100.000 một áo. Một bộ em mặc là em lấy các chị là hai áo, giá chỉ có 200.000 thôi. 4 mét vải khổ 1m6 các chị ơi. Cái màu lụa ngọc trai này em vẫn nói với các chị mà đẹp lắm. Mặc trơn cũng đẹp, mặc đến pha lê cũng đẹp. Nhà có phụ kiện thì đeo vào cho em các chị ơi, dày dặn mặc rất là rũ mình luôn. Đặc biệt luôn là cực kỳ ôm dáng luôn, rất là dễ thương vô cùng luôn mấy chế ơi. Tú chụp hình cảnh nhà thờ khác hẳn ở trong live stream luôn. Do make up với chị. Do make up với chị ơi. Chứ còn
em nói cái chị là em không cắt gì, em chỉnh cái hình đấy được. Trời ơi, cái thằng em của em nó chụp hình thật, em đúng khóc một dòng sông luôn mấy chế ơi. Thôi bây giờ tập trung chuyên môn này, chị nào lấy vải áo em mặc thì chốt đơn ngay và liền cho em. Chị nào lấy hai áo thì các chị đắm cho em là vải áo tú mặt hai áo, các chị may nguyên một bộ cũng được. Lúc nào lấy cái quần này ra mặc với mấy cái áo tơ tằm đẹp lắm các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn, lấy liền. Giá có 100.000 một áo thôi, miễn phí ship toàn quốc cho các chị nha. Ami Thúy Mai một bộ tú mặt, Thủy Tiên vải áo mỏng mặt, Thủy Tiên thêm một vải áo mỏng mặt, tổng là 2. Mê. Nếu không phải em nhận ra anh thì thực sự em không biết đó là dế tú luôn. Trời ơi là trời. Dập máy có vải không à? Chị Nguyễn Tuyết Nguyên ơi, theo em nha. Các chị ơi, em nói các chị nghe nè. Theo như em á, nếu mà đã là vải để các chị may áo dài thì các chị vui lòng giặt bằng tay giúp em với nhá. Các chị giặt bằng tay giúp em với thì các chị ơi. Nguyễn Huyền một bộ tủ mặt, Thu Hằng một bộ tủ mặt, Kim Ngân Trầm một set mẫu mặt, và em chốt hai áo nha chị. Minh Ngọc vải áo mẫu mặt hai áo. Vải áo em mặc là chất vải là lụa ngọc trai, giá là 100.000 một áo. Các chị ơi, chỗ này em còn cho các chị khoảng chừng 40 áo hay 50 áo, em khuyến mãi cho các chị 50.000 một áo, miễn phí ship toàn quốc cho các chị kèm điều kiện này. Nghe em nói này, chia sẻ live stream cho em một lần trong hội nhóm, một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai cho em. Hai cái chia sẻ đấy các chị muốn chọn chia sẻ nào cũng được, một lần duy nhất cho em thôi nhá. Mùa Xuân vải áo mẫu mặc, Lao Vũ hai vải áo mẫu mặc, Kenjo một bộ mẫu mặc, Thị Chiên Phạm vải áo mẫu mặc, Hồng Diễn Lê một bộ mẫu mặc. Bỏ hai cái này lên cho chị. Em lên hai vải áo mẫu mặc. Hai cái, ba cái mới được, em để như vậy thì làm sao? Lan Huỳnh hai vải áo mẫu mặc. Và em mặc là giá 100.000 một áo, chất vải là lụa ngọc trai đấy các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Dày dặn, nặng mình, đẹp vô cùng luôn. Mặc nó có một cái độ gọi là vừa phải lắm, nó không quá bóng đâu các chị. Nó không quá bóng nhưng mà nó đủ dày để cho các chị mặc ôm dáng và không bị ngấn người một tí nào hết. Chốt đơn ngay và liền cho em nha. Nhà may Bảo Trâm một set mẫu mặc, Mùa Xuân thêm một vài áo mẫu mặc, Xuân Tâm hai vải áo mẫu mặc. Dạ, yeah, vải có độ co giãn chị ơi, co giãn thoải mái luôn nha chị nhé. Trần Bích hai vải áo mẫu mặc, Hương Võ hai vải áo mẫu mặc, Hành Trần hai vải áo mẫu mặc, Trinh Đỗ hai vải áo mẫu mặc, Thái Cúc hai vải áo mẫu mặc, Phương Lê Nguyễn vải áo mẫu mặc, Biên Minh Phạm vải áo mẫu mặc, Nguyễn Phương Bình một set mẫu mặc, Thúy Vũ vải áo mẫu mặc, Chanh Chanh bốn vải áo mẫu mặc, Phương Quốc một bộ mẫu mặc. Các chị ơi, vải áo em mặc các chị chốt đi. Giá có 100.000 một áo thôi, chất vải là lụa ngọc trai đấy các chị ơi. Còn em đang cầm trên tay này các chị, em bán luôn cho các chị nghe em nói này. Các chị ơi, 25.000 một mét vải, 50.000 một áo, ship đến tận nhà cho mình. Hàng này của em nếu các chị may, em bao cho các chị mặc 3 tháng luôn, có vấn đề gì xảy ra, em hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mình. Ok chưa? Trâm Bụi hai vải áo mẫu mặc, Đỗ Nhung vải áo mẫu mặc, Trần Thị Phương Nguyên một xé mẫu mặc, Maria Kim vải áo mẫu mặc, Tuyết Dương một bộ mẫu mặc, Trần Tuấn vải áo mẫu mặc, Minh Ngọc thêm hai vải áo mẫu mặc, Yên Trần hai vải áo mẫu mặc. Các chị ơi, chốt đơn cho em 50.000 một áo, em kèm free ship toàn quốc cho mình luôn. Nhớ chia sẻ live stream cho em với nha. Thanh Nguyễn vải áo mẫu mặc, Thúy Phạm vải áo mẫu mặc, Thảo Nguyễn vải áo mẫu mặc. Này, lụa ngọc trai của nhà Tú này các chị này. Các chị thấy mặc ngang ngửa đẹp với lại Thái Tôn Ăn Kim chưa? Thấy chưa? Ôi ôi, what's up? Gia Bảo Hoàng một bộ mẫu mặc, Huyền Như 196, Loan Kim vải áo mẫu mặc. Chị Trần Thị Hồng Vân ơi, đây là đính bằng pha lê nha chị nhá, chứ không phải là mua đâu chị. Có nghĩa là may xong rồi thợ may, mợ may đưa cho thợ đính đấy, đính vô cho mình đấy chị, chứ còn không, cái này không có mua đâu chị ơi. Nguyễn Dương vải áo mẫu mặc, Hàng Đồng vải áo mẫu mặc, Nguyễn Ngọc Diễm Sương 880. Quá trời quá đất đẹp luôn. Hôm nay có lê liền không Tú ơi? Có luôn, cái gì cũng có hết các chị ơi. Thúy Linh Nguyễn vải áo mẫu mặc. Nhiều chị còn nhận cái chị đấy ra là chị Thúy nhưng em không phải các chị ơi. Chị đó là hai vợ chồng chị đó là bạn với chồng em đó, không phải chị Thúy nhà em đâu. Vương Ngô 804. Trời ơi, có 25.000 một mét vải nha. Mai Lê 596. Áo dài Thùy Lê 596.
Tiền lương 596. Trên vi 596. Quen là đồ đẹp không? Hàng sang 70. Có 50 ngàn một mét vải thôi các chị ơi. Và em nói cho các chị nghe nè, em không tự hào một chuyện này đâu, nhưng mà có một cái này nè. Helena đổ 070. Các chị có nhớ là cái vải này của mẹ em á, là nó rất là lắm tai me đúng không? Cái vân phát này này, nhưng mà em đủ tự tin rồi các chị. Đến mình tính ra thì em không có tính tò mò đâu. Tính ra thì em không có tính tò mò đâu, nhưng mà là em đã thử nghiệm luôn rồi. Và em tự tin 100% về vải của em đẹp hơn rất rất là nhiều. Tuy là giá thành của em cao, nhưng em tự tin với các chị luôn là em đưa đến cho các chị sản phẩm cực kỳ tốt luôn. Cho nên là em đang cần các chị thời gian để có thể 3, 4, 5 ngày nữa các chị sẽ trả lời cho em biết là vải của em có giống của mọi người hay không nha. Hải Hoàng vải áo mẫu mặc. Trời ơi, 50 ngàn một mét vải các chị ơi. Các chị ơi, có 50 ngàn một mét vải à các chị? Ở đâu mà ra nhiều dữ vậy các chị ơi? Trời ơi, xin lỗi các chị, 50 ngàn một áo 2 mét, 25 ngàn 1 mét các chị ơi. Tiếp đến tận nhà cho mình luôn. Không có phải trẻ em bất cứ một đồng nào tiền phí hết các chị. Chốt đơn. Cho em xin một lượt chia sẻ live stream nha. Thân phường 473. Nha. Mặc siêu trắng da luôn, bảo hành cho các chị hẳn mặc 3 tháng luôn. Có vấn đề gì xảy ra cứ việc đưa lại túi hoàn toàn bồn hàng trách nhiệm cho mình luôn. Trời ơi, vải gì đâu mà bán kiểu đó đó các chị. Diễn Sương 794. Anh Trung Thần ơi, mình nhìn em ở ngoài em không bao giờ nghĩ là da em giống trên live đâu. Không hề giống luôn, không có giống luôn. Sắc Nguyễn Thi, chị Sắc Nguyễn Thi 473 em hết nha chị. Gọi cho em mẫu khác à. Tư Tư Mắm 537. Nhà Nguyễn 537. Anh Anh Tân Nguyễn 537. Vải này là siêu co giãn luôn đấy chị. Văn Kỳ 105. Thăng Phạm 105. Nguyễn Thùy Trang 105. Em có chút áo chị mặc trước, em chút chị. Nhà Mai Liên Hoa 078. Còn 1. Mai Loan 078. Và con tim đã vui. Bạn số hàng 772. Và niềm tin Nguyễn 772 đông về người. Toàn thể Thanh Trang 872. Thế tám tám ba. Mai Thủy 883. Lam Mai 60. Mai Thủy 60. Việt Trần 60. Lý Vũ 155, Trương Huyền 155, Mai Thủy 155, Trần Thị Thanh Trang 155, Lữ Hương 155. Em lấy cho chị cái màu lúc bả là màu ngọc trai ở dưới á. Cái màu Thủy Tiên 135, Liên Phạm Thị 135, Thủy Như 135, Lương Khuyên 135. Em đã nói với các chị rồi, các chị đừng có để cho em mặc đồ ngọc trai. Thật sự các chị nhận được đi, nó đẹp lắm. Giá nó cực kỳ ok luôn. Quá là đẹp luôn đấy các chị. Nhung Nguyễn một set mẫu mặc. Nguyễn Thị Trang 677. Phạm Phường 677. Bỏ mấy cái này ra đi. Bỏ để lại một cái ghế thôi, để lại một cái thôi. Trần Thị Thanh Trang 01. Còn Xuân Phạm 01. Còn 3. Nguyễn Thư 01. Còn 2. Phạm Thị Hằng 01. Còn 1. Thăng Phạm 01. Bây giờ các chị nghe tin em không? Các chị lấy màu này cho em. Nhưng mà các chị ơi, nhà em không lên mã số nha.
Màu này các chị lấy thì đắm cho em là xanh lông công. Em bảo đảm 100% luôn. Các chị chỉ bỏ ra có 200.000 thôi. Các chị mua vải của nhà em, đặc biệt là mẫu của lụa ngọc trai này, chất vải ngọc trai này, các chị mặc không bao giờ các chị hối hận. Rất đẹp. Và hàng này em bao cho các chị khi các chị mặc vào, sắp sửa vào mùa đông này này, không hít vào trong người luôn. Chốt đơn cho em là xanh lông công 100.000 một áo, 200.000 một bộ, 4 nét vải miễn phí ship toàn quốc cho mình. Quà tặng bên nhà em sẽ là một chai nho nhỏ tự tặng đến các chị trong từng đơn hàng. Áp dụng đến ngày 20 tháng 11 là tổng đến thời điểm này luôn, là còn đúng 21 ngày nữa thôi đó các chị. Vũ Nga phải áo mẫu mặc Kiều Phan xanh lông công, thấm tròn một set mẫu mặc xanh lông công cho em giá 100.000 một áo, chất vải là lụa ngọc trai. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lông công cho em, giống vải y chang em đang mặc trên người luôn, nhưng màu em mặc thì nó khác thôi các chị. Hồng Anh xanh lông công, Thương Võ hai áo xanh lông công, Trang Nguyễn xanh lông công một bộ đẹp chốt hai áo nha chị. Phương Lê Nguyễn xanh lông công, Ti Lê xanh lông công, Lam Nguyễn Thị xanh lông công một bộ đẹp chốt hai áo, Tuyết Hạnh hai vài áo mẫu mặc. Lấy đi các chị ơi, đẹp lắm, không có phải lo lắng gì hết, chốt đơn. Phạm Phượng hai áo xanh lông công, Hải Hoàng xanh lông công, nhà may Liên Hoa xanh lông công, Hà Trần hai áo xanh lông công, Nguyễn Trang xanh lông công, Helena đổ một xếp mẫu mặt lẻm chốt hai áo, Hồng Thu xanh lông công, Henry xanh lông công, Trần Khoai Tây xanh lông công, Thảo Nguyễn một xếp mẫu mặt, Nga Phạm xanh lông công, Tư Tư Mắm xanh lông công, Trần Phương Huê xanh lông công, Trung Thu Huỳnh hai áo xanh lông công, Bùi Thị Nga xanh lông công, Nguyễn Thúy xanh lông công, Hồng Nguyễn xanh lông công một xếp, Maria Kim xanh lông công, Nguyễn Hải 4 vải áo mẫu mặc, Phương Hoa 2 vải áo mẫu mặc, Hoàng Anh 2 vải áo mẫu mặc, Hà Thị Vân vải áo mẫu mặc, Mai Liên xanh lông công, Nguyễn Hạnh xanh lông công 2 áo, Mai Hoàng 2 áo xanh lông công, Thương Tại xanh lông công, Thu Nguyễn xanh lông công, Việt Huyền xanh lông công, Việt Huyền vải áo mẫu mặc, Thảo Thanh xanh lông công, Mùa Tuyết vải áo mẫu mặc 2 áo, Nguyễn Trang 2 vải 2 áo xanh lông công, Nguyệt Nga áo hai áo xanh lông công, Tam Nguyễn hai vài áo mẫu mặc, Võ Thúy Phượng vài áo mẫu mặc, Bích Trần hai áo xanh lông công, Ngọc Lan Nguyễn Thị hai áo xanh lông công, Tràng Lan hai áo mẫu mặc. Đây này, không may cho em mà không đính cho em thì các chị kia em cũng có biết đâu. Cái màu xanh lông công này em danh dự luôn đấy, các chị mặc siêu xinh luôn. Các chị nhìn cái lưng của em nó có tí nấn nào không các chị? Nguyễn Vy hai vài áo mẫu mặc. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là 862. Vải áo em mặc là giá 100.000 một áo, chất vải là lụa ngọc trai các chị ơi. Dạ yeah, em cảm ơn chị Nguyễn Thị Hằng. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là 862 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 862 cho em. Giá cho em là 100.000 một áo, 200.000 một bộ, chất vải là lụa ngọc trai các chị ơi. Cứ lấy hai áo cho em đi các chị, lúc nào các chị thích thì các chị mặc nguyên một bộ, lúc nào các chị không thích thì các chị lấy quần ra các chị mặc với những áo tơ tằm cho em. Giống như đúng lịch là tối nay em sẽ mặc cho các chị là lụa Hàn Châu màu đen, mà trong khi đấy cái quần lụa màu đen Hàn Châu em lại không có đi may, thế là em mặc vào những cái quần khác có ra hai màu rất là buồn cười luôn. Cho nên bây giờ em dời lại với các chị luôn đấy, đúng là đến lúc mình cần nó không có luôn á. Chú Nguyễn vải áo mẫu mặc, Hiền Nguyễn xanh lông công, Nguyễn Thị Bích Hợp hai áo xanh lông công, Lan Phương vải áo mẫu mặc, Hà Trần vải áo mẫu mặc, Quyên Lê vải áo mẫu mặc, Nguyễn Thư 862, Hương Võ hai áo 862. Em tới đâu em bỏ thứ tới đây đi, mình có vất qua. Vũ Tuyết hai vải áo mẫu mặc, bỏ trong bịch 20 kg. Hoàng Nga hai vải áo mẫu mặc, màu này đẹp này các chị ơi, các chị may nguyên bộ đẹp lắm, trời ơi sang cực kỳ luôn. Còn các chị thích vân phép em lên ngay và liền vân phép cho các chị. Và đặc biệt nữa em nói trước nha, tơ tằm á, các chị không cần phải may áo truyền thống, các chị may áo dài cấp tân cho em mặc cực kỳ sang luôn. Anh giống như cái áo em mặc đấy các chị. Hoàng Nguyễn Mai Vi hai áo xanh lông công, Thảo Lê hai áo 862, Tú Quyên hai áo xanh lông công, Loan Cao 862, Thanh Ngọc 862, Thanh Phú Nguyên 862, Kim Hoàng 862.
Chị nào lấy thì các chị chốt 862 cho em nha các chị ơi. Giá cho em là 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị ơi. Tuyết Nhung Phạm vài áo mẫu mặc. Vâng Thành hai áo xăm lông công. Đừng có lấy ra đây nhiều, chưa có chỗ để đâu. Thủy Chiên 862, Võ Thị Nga 862. Em muốn cho 862 một cái nha. Trời ơi, không lấy uổng lắm luôn á. Đến lúc mai mốt Tú mặc không có còn đâu. Mấy cái màu này là màu đặt riêng đấy, chứ không phải màu nó lúc nào cũng có sẵn để bán đâu mấy chế ơi. Phạm Nguyên một vài áo mẫu mặc, một áo xanh lông công, một áo 862. Lưu Cụ vài áo mẫu mặc và xanh lông công 862 cho em, giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 862 cho em. Và màu này á, các chị lấy thì đắm cho em là đỏ đô. Nhưng mà em nói trước nè, đỏ đô này của nó rất là đậm, đậm gần như là màu rượu chát luôn. Cho nên cái màu của nó các mặc, các chị mặc á, riêng cái chất vải của nó lên sẽ như nhung, rất đẹp. 011 nha, 100.000 một áo các chị ơi. Vâng, vỏ hai vải áo mẫu mặc. Một cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 011 cho em các chị ơi. 100.000 một áo, 200.000 một bộ nha các chị nhé. Từ từ các chị, từ từ cái gì cũng có hết. Các chị đừng hỏi em quá nhiều một thứ một duy nhất, không có bán hết nổi một lúc đâu mấy chế ơi. Thúy Vũ 011, Thằng Thúy 011, Các Phương Nguyên 2 áo 011, Văn Nguyên 011, Đằng Khoai Tây 011, Thảo Nguyễn 011, Thương Võ 2 áo 011, Hà Thủy Văn 011, Thiền Phan 011, Lưu Cụi 011, Trang Diệu 011, Thùy Chính 2 áo 011, Võ Thị Nga 011, Duyên Trương 011, Thu Huyền 2 áo 011, Hoa Cao 011, Tinh Đặng Xanh Long Công, Ti Lê 011. Mà áo em mặc có độ co giãn chị ơi, co giãn rất là thoải mái luôn chị. Mộng Hà Vũ 011, Phụng Ngô 011, Nguyễn Mà 011, Thành Chí 011. Áo em mặc giá 100, chị Nguyệt Nguyệt ơi. Bích Tràng 2 áo 011, Nga Tràng 011, Tâm Nguyễn 011, Nhà Mai Liên Hoa 2 áo 011, Tràng Mai Anh 011, Lương Nghiêm 011, Tuyết Nguyễn 2 áo 011, Hà Hoàng 10 áo 011, Mèo Mèo 2 áo 011, Thành Thị 011, Đường Vi Võ Thị 011, Vi Kim 011, Trang Liên Nguyên 011, Mến Bắc Ninh 011, Nguyễn Trang 011, Mùi Thanh Thủy 011, 2 áo và 2 vải áo mẫu mặc, Nga Đặng 011, Bình Nguyên 011, Thanh Tâm 011, 2 áo, Phụng Ngô 011, Henry 011, Đỗ Mai 2 áo 011, Yến Toa 011, Hồng Ngọc Nguyễn 2 áo 011, Nguyên Đặng 2 áo 011, Trinh Đỗ 2 áo 011, Nguyễn Nguyễn 011, Kim Anh 011. Cảm ơn em Phong Trần may cho chế số 1 bộ đồ quá đẹp. Giang Phạm 011, Thanh Châu 2 áo 011, Việt Huyền 011, Ngọc Thu 011, Nga Võ Thị 2 áo 011, Như Yến Đoàn 2 áo 011, Mến Bắc Ninh 2 áo 011, Đặng Thủy 2 áo xanh long công, Kim Anh 011, Trà Mạnh Khúc 011, Dương Anh 011, Nguyễn Thủy 2 áo 011, Tuy Lê 7 áo mỏng mặt, Tuy Nga Trần 2 áo 011, Hồng Ngọc Nguyễn 2 áo 011, quần không Thảo Nguyễn 011 và vải áo mỏng mặt. Phải dùng từ gọi là chuẩn, không cần phải chuẩn. Ánh Văn 011, Thằng Nguyễn 2 áo 011. Rất là thích Đạn Phong may quần, cực kỳ thích. Võ Tú 2 áo 011, Thành Chí 011, Hồ Trường Giang vải áo mỏng mặt. Nó mà phải không? Khôi Nguyễn 27, 2 áo 011. Đâu đi chị coi. Bỏ đây đi chị. Tuyết Đỗ 011, Lê Nguyễn 2 áo 011, Phạm Phượng 2 vải áo mẫu mặc, Vi Nhâm 2 vải áo mẫu mặc, Thủy Chiên 011, Mai Trang vải áo mẫu mặc. Các chị ơi, 011 có lấy nữa không? Công nhận may Phong may quần siêu đẹp. Đúng rồi chị Phan Thu Trâm ơi, thật sự luôn. Em vẫn em nói mà cái gì mà đẹp á thì là mình sẽ gọi là sở trường mà. Sở trường lúc nào cũng hơn sở đoạn hết á.
Nhưng mà thật sự là em mặc quần áo dài, em không phải nói với các chị chứ em có đến gần 200 cái quần áo dài, chứ không phải là mấy chục cái đâu các chị. Em có gần 200 cái quần áo dài, tất cả các loại vải trắng và đen, đặc biệt là màu đen, các chị tin em có 30 cái quần đen. Thanh Châu 27 áo mẫu mặc, Thanh Tâm 27 áo mẫu mặc, Linh Đan 011. Em có gần 30 cái quần đen đủ các loại vải luôn. Nhưng mà nếu để mà may quần đẹp nhất em vẫn nói mà Lương Tiên 011. Chốt đơn. Chị ơi, chị lấy liền ngay cái màu này cho em, hai áo may như một bộ. Trời ơi, ta nói nó sang hết nước chấm luôn. Đặc biệt cái quần này mặc với mấy cái áo ám kim thiết kế, màu rất là hiếm luôn. Chị biết màu gì không? Màu đất ấy. Chốt đơn 755 cho em 100.000 một áo các chị ơi. 755 cho em, giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 755 cho em. Được như còn một bịch nhỏ bom. Cứ để đây lấy đi, chính quảng xăng. Hoặc là mới để đi trong đi. Không một thì chị để đây làm sao đi được mai. Nga Võ Thị vải áo mẫu mặc 755 cho em, giá 100.000 một áo. Vivian Đặng 755, Helena Độ 755, Phương Trần Hai Áo 755, Thì Nguyễn 755. Ê, khoan. Ủa cái này đâu phải, có đấy. Đây chị nào? Phong luôn. Phong vé nào đúng luôn. Mấy áo rồi? 4 áo rồi, 5 áo. Võ Thí Phường 755, Thanh Châu 2 áo 755, Hương Võ 2 áo 755, Phạm Nguyên 011 và 755, Thành Nguyễn 2 áo 755. Nguyễn Trang vải áo mẫu mặc, Minh Nhật thêm một vải áo mẫu mặc. Dạ không chị, vải áo em mặc là trơn đó chị ơi. Thành Nguyễn 2 áo 755, Liên Hiệp Lưu 755, Úc Hòa 2 vải áo 755. Em đọc từ từ xem coi nào, nhỏ. Nguyễn Trang 755. Em đọc chậm mà rõ. Linh Lê 2 áo 755, Trần Mỹ Lệ 755, Hồng Phạm 755, đưa cho chị một Ly Ly Nguyễn 2 áo 755, Kim Ngọc Nguyễn 2 áo 755, Thuyết Nguyễn 755, Nguyễn Thị Thu Văn 755. Mỹ Tâm 755, Thúy Hương 755. Bảy năm năm cho em, giá 100.000 một áo nha. Thì nào lấy thì các chị chốt 755 cho em. Và màu này chuẩn 100% luôn. Màu này ở ngoài là màu tím lục bình ấy, hay gọi là màu tím tím gì quên mất tiêu rồi. Tím gì mà cái hoa gì mà màu tím tím ấy các chị. Quên mất tiêu cái tên rồi. Lan Lê 755, Lan Cao 2 áo 755, Trần Nhung 2 vải áo mẫu mặc, Ly Liên Nguyễn 2 vải áo mẫu mặc, Quỳnh Nhân 755, Thuyết Nguyễn 755, Hồng Linh 755. Màu này các chị lấy thì chốt cho em, tính lục bình đi khỏi lên mạng. Duyên Trương 755, Phương Lê Nguyễn 755, Mai Liên 755. Và em thông báo với các chị luôn là nếu như mà là theo như là lịch á, thì là Vân Pháp hàng này nè, tối nay á, em còn cho các chị khoảng 20 mẫu nữa. Là ngày mai em sẽ ngưng nha, ngày mai nhà em bán Thái Tuấn cho các chị không còn Vân Pháp nữa đâu. Vân Pháp thiết kế nhà em, bây giờ em còn tự tin cho các chị hơn nữa sau khi mà em đã thẩm định hàng mà các chị mua vải giá 120.000 và 130.000 một áo rồi. Các chị ơi, nó mỏng lét lèng lẹt luôn. Phải nói là nó mỏng kinh hoàng luôn là thứ nhất. Thứ hai nữa các chị ơi, thiết kế nó xấu kinh khủng, không thể mặc được các chị ơi, đừng. Huệ Trang tím lục bình, Tiết Ly tím lục bình, Trang Ly Nguyễn 2 vải áo mẫu mặc, Lena Lu tím lục bình, Nguyễn Yến tím lục bình. Ghế Họ Đinh 2 vải áo mẫu mặc, Duyên Tràng 2 vải áo, Duyên Tràng 755 một bộ, đang chốt 2 áo nha chị. Chị nào lấy thì các chị chốt tím lục bình cho em nha. Giá cho em là 100.000 một áo, 200.000 một bộ.
Đặc biệt luộng ngọc trai em có trắng, đen. Chị nào lấy trắng thì chốt trắng cho em, chị nào lấy đen thì chốt đen cho em. Nhâm gọn lẹ để em bán thêm thiết kế đằng sau cho các chị này. Còn đúng bằng này đằng sau với một cái xèo đó với chỗ này khoảng chừng 3 mẫu nữa là hết sạch sẽ luôn các chị ơi. Trộm vía cảm ơn các chị rất là nhiều và em khẳng định 100 phần ngàn với các chị luôn. Hàng em bán cho các chị đúng chuẩn hàng loại mà em đã cất công đi tìm kiếm cho các chị, chứ em không bán hàng sau mọi người hay lấy hàng kém chất lượng để bán cho các chị mà bán giá thành rẻ để thu hút các chị đâu. Không đâu các chị. Nguyễn Hải 3 tím lục bình, Nga Phạm 2 tím lục bình, Thanh Nguyên tím lục bình, Tràn Tràn 2 tím lục bình, đưa trắng đưa đen và Nguyên tím lục bình và đen, Thanh Hoàn tím lục bình, Lan Cao tím lục bình, Thanh Phú Nguyên tím lục bình, Nguyễn Thị Kim Loan tím lục bình, chốt trắng chốt đen của luồng ngọc trai giá 100 luôn. Dạ. Thiền Phan đen, Hồng Ngọc Nguyễn đen, Teresa vải áo mẫu mặc trắng cho chị luôn, Đặng Hương tím lục bình, Hoàng Mai Nguyễn 2 tím lục bình, Thị Dương Huỳnh tím lục bình, Võ Thị Nga 2 tím lục bình, Lan Chư tím lục bình. Đen đẹp như nhung. Ngọc Nguyễn vải áo mẫu mặc, Võ Thủy tím lục bình, Tuyết Nhung Phạm đen, Hương Tạ đen, Tâm Lê đen, Ánh Tuyết tím lục bình, Mỹ Nhung Phạm tím lục bình, Hoa Ngô Ái tím lục bình, Phương Trần 2 tím lục bình, Duyên Trần 2 tím lục bình, Đỗ Thị Thu Hà đen, Anh Nguyên vải áo mẫu mặc, Hương Võ 2 áo trắng, Caro Phượng đen, Trần Phương Huệ trắng, Đặng Thủy tím lục bình, Nguyễn Thị Cẩm Vân 2 áo đen, Linh Trúc đen, Mỹ Tâm đen, Hoàng Thị đen, Nguyễn Thị Hải tím lục bình, Nguyễn Thị 2 tím lục bình, Lan Cao 2 đen, Mai Huỳnh đen, Hương Võ 2 đen, Thanh Cúc đen, Yến Phạm Thị đen, Nguyễn Mà đen, Thủy Nguyễn 2 trắng, Nhiên Lê 1 đen và 1 trắng, Mai Loan đen, Nhiễm Yêu trắng, Thảo Thanh đen, Nhà Mai Liên Hoa tím lục bình, Minh Nhật 2 đen, Thảo Nguyễn đen, Thành Nguyễn đen, Hồng Phạm đen, Liên Hương Nguyễn 2 đen, Caro Phượng trắng. Em mang cho các chị trắng của em, các chị may quần luôn, các chị mặc mỏng, các chị trẻ lại cho em. Ok chưa? Hoàng Nga đen, Hương Tinh trắng, Tuyết Đỗ đen, Lily Nguyễn 2 đen, Vũ Bích Thường 2 đen, Cẩm Tuyên đen, Thủy Dương Huỳnh đen, Nguyễn Làm đen, Xuân Phạm 2 đen, Phan Thị Kim Anh 2 đen, Duy Khương 1 đen và 1 trắng, Hà Lê 1 tím lục bình và 1 trắng, Helena Đỗ 2 đen, Thăng Nhường đen, Phương Lê trắng, Trần Hà 2 trắng, Hồng Nhâm Nguyễn 2 trắng, Thanh Thị Kim Hoàng đen, Kim Ngọc Nguyễn trắng, Nguyễn Làm trắng, Phương Lê 2 đen, Diễm Yêu đen, Nguyễn Hải 2 trắng, Liên Hương Nguyễn 2 trắng, Mỹ Thu 2 đen, Trần Hà 2 đen, Tuyết Vũ đen, Hoàng Anh đen, Ngọc Thu đen, Nhà Mai Liên Hoa đen, Nguyễn Thị Kim Loan đen, Văn Nguyễn 1 đen và 1 trắng, Vũ Hồng trắng, Minh Châu Nguyễn đen. Đây các chị, bạn Phong đứng cho em, dễ thương quá trời quá đất luôn các chị ơi. Hương Nguyễn đen, Yến Trương Trương trắng, Linh Trúc trắng, Maria Kim Ngọc trắng, Tuyết Dương 2 trắng, Thu Dương Huỳnh trắng, Phương Lê trắng, Trà Mạnh Khúc đen, Lê Hồng Gấm 1 đen và 1 trắng, Linh Hoa Lan 2 tím lục bình và 1 đen, Duyên Tràng 2 đen, Thu Ngân Lương 2 đen, Hoàng Anh Nguyễn 2 trắng. Cho các chị nhìn rõ được cái thiết kế trên cổ. Nguyễn Hạnh 2 tím lục bình. Em có một cái mẫu này, nếu mà các chị may những cái bộ cắt tân đó, đa số là các chị chỉ mặc chơi một lần hai lần thôi, hoặc là vào những cái dịp mà ví dụ như đám hay gì thôi. Còn nếu mà để mặc hàng ngày đi lễ và đi làm thì mặc cái bộ cắt tân ấy không được. Cho nên theo em nha, em lấy cho các chị một mã này, thực tế nó không hề mới, nhưng mà theo em nghĩ may lên sẽ rất là xinh. Các chị sử dụng cho em cái quần trắng là rất là đẹp rồi. Các chị có nhớ lụa xín chi không? Màu hồng trắng sen và màu xanh lá, hai màu đấy các chị phối cho em, một là quần trắng kem, hai là quần đen. Các chị may một bộ cắt tân các chị mặc cho em, gọi là lâu lâu mình thay đổi phong cách một chút xíu, dễ thương cực kỳ luôn và mặc rất là sang nha các chị nha.
mà giá thành rất là vừa phải luôn, có 100.000 áo thôi các chị. Hoàng Anh tím lục bình, Khôi Nguyễn đen, Triệu Ngọc đen. Hoàng Anh ra rồi mới tập lại đó. Tính trước á, nó chị Tú đang nói. Huỳnh trắng. Helena đỏ trắng. Đây trắng. Dễ thương lắm. Trời ơi mấy chế ơi, mấy chế nghe em đi. Trời ơi em là bà chùm, các chị tưởng tượng đi. Vải nhà em á, nếu nó thật xin lỗi, chứ một cái áo em dám mặc 5-7 triệu chuyện rất là bình thường. Nhưng mà vì sao em không lựa chọn vào những cái dịp đó, vì tùy thuộc theo các chị ơi. Các chị mặc vào nó sẽ cực kỳ dễ thương luôn. Giá có 100.000 một áo thôi. Và đặc biệt chị nào mà các chị ơi, dáng của chị hả khó mặc lắm Tú ơi. Lâu lâu mặc thử đi các chị, chốt đơn. Trời ơi có 200.000 một bộ à các chị ơi. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là tím chi hồng cánh sen nha. Còn đây là chất vải lụa ngọc trai. Đặc biệt ngọc trai nếu chị nào may áo á, mà bị mỏng, em đền cho luôn, khỏi cần trả tiền cho Tú luôn. Cho em xuyến chi hồng cánh sen 100.000 một áo thôi các chị. Trang Nguyễn một set mẫu mặc Lan Dương đen. Em đang là bảo em may cho con bé thì em một bộ để Tết hai mẹ con em mặc chung nha các chị ơi. Siêu dễ thương luôn. Nếu mà chị nào mà bảo thôi chị mua vừa vừa tiền thôi Tú ơi, để chị mặc thay đổi thời trang lấy liền các chị. Anna Lê hồng cánh sen, Nhất Quỳnh hồng cánh sen, Vũ Nguyễn hồng cánh sen một bộ, Nguyễn Hiền hồng cánh sen, Thủy Nguyễn hai áo hồng cánh sen. Bộ là bỏ quần vô nha, bỏ quần trắng. Thuyên hồng cánh sen, Nguyễn Thị Kim Loan hồng cánh sen, Xuân Trúc hồng cánh sen, Thủy Tiên hồng cánh sen, Thu Hà Phạm hồng cánh sen, Lê Nguyên hồng cánh sen, Hoàng Thị hồng cánh sen, Duyên Trương hồng cánh sen một bộ, Vân Lê hồng cánh sen một bộ, Huỳnh Huỳnh hồng cánh sen. Cái Biêu Ngọc Thu bỏ một áo và bỏ riêng ra dùm chị. Cho chị màu vàng với lại màu ấy ra đây. Màu vàng với màu xanh ngọc. Đỗ Thị Thu Hà hồng cánh sen, Nguyễn Thủy hồng cánh sen, Ánh Văn hồng cánh sen, Hậu Tân Thị hồng cánh sen, Linh Trúc hồng cánh sen, Thiên Hương hồng cánh sen, Hoàng Nga hồng cánh sen, Nguyễn Trinh hồng cánh sen, Thu cái xanh lá, Thu Nguyễn hồng cánh sen, Như Ngọc hồng cánh sen một set, Thu Nguyễn hồng cánh sen, Trâm Mùi hồng cánh sen. Đưa Ngọc qua đây cho chị luôn. Thái Dương hồng cánh sen, Chín Nguyễn hồng cánh sen một set, Nhà May Bảo Trâm hồng cánh sen, em Vương Nguyễn hồng cánh em sen. Em cho các chị hình đó là hình gốc luôn đó, em không chỉnh sửa bất cứ một cái gì hết các chị. Cái màu á do là cái bị ánh đèn trên đầu nó chói xuống, xong rồi cái hôm đấy là nó mưa, nó mưa trắng trời luôn các chị ơi. Đã vậy chụp hình là cái giờ các chị tưởng tượng đi, 7 giờ tối thì nó đẹp đẽ cái gì các chị ơi. Ngọc Ánh hồng cánh sen, Bình Minh hồng cánh sen, Pháp Phương Nguyên hồng cánh sen một set, Lily Nguyễn hồng cánh sen, Maria Kim hồng cánh sen, Kim Anh hồng cánh sen một set, Nam Anh Lê hồng cánh sen một set, Ti Lê hồng cánh sen. Em có vàng này, em có xanh ngọc này và em có xanh lá. Các chị lấy màu nào các chị lấy liền cho em đi. Trời ơi các chị nghe em đi, không cần phải mua vải mắc tiền đâu các chị ơi. Xinh lắm. Hoàng Anh hồng cánh sen, ngọc này em còn cho các chị là 5 áo nè. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em nha. Nhà May Liên Hoa hồng cánh sen, Hà Lê hồng cánh sen một set, Nguyễn Khuyên hồng cánh sen một set, Trinh Đỗ hai áo hồng cánh sen, Nguyệt Heo xanh ngọc còn 4. Giang Âm mỏng hồng cánh sen có được không Tú ơi? Chị có chơi tới cho em, có việc gì phải lo về Giang Âm hết. Lan Ngô xanh ngọc, Tăng Trang xanh ngọc, Nhất Quỳnh xanh ngọc, áo dài Thùy Liên xanh ngọc. Chốt đơn cho em vàng. An Nhiên hồng cánh sen. Và đặc biệt màu này em cảnh báo với các chị luôn, hai áo hồng cánh cực sen. Vàng cho em, xuyến chi vàng cho em và xuyến chi xanh lá cho em, giá 100.000 một ngày. Vi Nhà Mai hai áo vàng,
Mấy cái này còn em đừng có lôi ra, cứ bỏ bằng đó đi, rồi thế mà thì dư thế mà còn ấy, thì ngày mai thì nó bỏ sau vì ăn cũng không có bỏ kịp đâu. Em đừng lôi ra nhiều quá, chỗ này nó rối ấy. Đi nhâm hồng cánh sen, Thơ Huyền hồng cánh sen, Lan Huỳnh vàng, Dương Lê vàng, Ly Lê vàng, Vô Nguyễn vàng một set, áo dài luân ly vàng, Nguyễn Hà vàng, tràng khoai tây xanh lá, Hiền Khoan xanh lá, tràng hà hai xanh lá, hoa cà phê xanh lá. Chị Anna Lê bỏ một áo xanh lá và bỏ riêng ra giùm chị. Lá này trên nhà thì còn cả 5-7 cây, nhưng vì cái chữ hết con trà bá thì mấy em mới nổi thôi. Thúy Hằng xanh lá một set là Thúy Hằng xanh lá một set, Linh Lê xanh lá, Phùng Nguyễn xanh lá, Thanh Vân Nguyễn xanh lá, Hoàng Thiên vàng, Nguyễn Nhỏ xanh lá, Nô Nguyễn hai áo vàng, Hoa Cỏ Mùa Xuân xanh lá, Hà Vũ xanh lá, Diễm Trần xanh lá, Cherry Nguyễn vàng một set, Mai Thảo xanh lá, Thu Hà Phạm vàng và xanh lá, Thảo Nguyễn xanh lá, Ngọc Anh Trần vàng, Hoa Cà Phê vàng, Dung Vũ xanh lá, Thủy Nguyễn hồng cánh sen một bộ. Dạ mai bên em liên lạc lại với chị nha chị Ngọc Thu. Nguyễn Linh vàng, Phụng Ngô vàng, Phương Tràng xanh lá và vàng, Nguyễn Thị Kim Loan vàng, Lê Thảo xanh lá, Võ Xuyến xanh lá, Loan Lê vàng, Lan Nguyễn vàng một set, Triều Ngọc hai áo vàng, Cẩm Huyền xanh lá, Vi Nhà Mai hai áo xanh lá, Văn Đoàn xanh lá, Phụng Hoàng xanh lá, Hoàng Thiên xanh lá, Nhóc Huỳnh xanh lá, Nguyễn Loan hai áo vàng, Hoàng Biên vàng, Hà Vũ xanh lá, Phụng Ngô vàng, Thảo Lê vàng, Nhóc Huỳnh vàng, Hương Lê xanh lá một set. Mai bên em sẽ có bạn liên lạc lại với chị nha chị Anna Lê. Nhà Mai Liên Hoa xanh lá, Hoa Cỏ Mùa Xuân hồng cánh sen, Lê Thảo vàng, Vi Nga Trần vàng, Ngọc Thu xanh lá, Diễm Thúy Loan hồng cánh sen, Trần Trâm hồng cánh sen một set, Ngọc Anh xanh lá, Tú Quyên Nguyễn vàng, Ngô Bích Hằng Hằng hồng cánh sen, Tích Liên Nguyễn vàng, siêu phẩm của các chị đã cập bến đây nè. Đây mới gọi là đẳng cấp đây này các chị. Hoàng Anh xanh lá, Nguyễn Thị Kim Loan vàng. Chiều nay là em đúng gọi là thẩm định cho các chị, là khi các chị mua lụa Vân Phép mà hàng thiết kế giá 120.000 đến 130.000 thì có được các chị ơi. Em tự tin luôn, vải của nhà em khác của mọi người. Em tự tin luôn nha các chị nhá. Chốt đơn 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt đơn 28 cho em các chị ơi. Còn các chị có muốn mua cái tơ bằng hạ vi mà giống cái áo của em mặc á, đây này em có màu này, các chị đợi em cho các chị xem nha. Đây này các chị, đây là tơ bằng hạ vi mà hôm nay em mới phốt lên cho các chị á. Các chị có tin không? Em có đủ màu, không thiếu bất cứ một màu gì. Em có gần 20 màu luôn. Em bán cho các chị em chia lại luôn 150.000 một áo. Nhưng mà đợi em một chút nha. Đợi em một chút các chị ơi. 458 cho em giá 170. Chị nào lấy thì các chị chốt 458 cho em. 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chất phải là lụa Vân Phép, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Và đúng chuẩn hàng nhà Tú tự sản xuất cho các chị luôn. Không giống hàng nhái, em dám xem đem một câu luôn. Thanh Phú Nguyên 458, Phụng Hoàng 458, một trăm bảy mươi ngàn một áo, 270.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 458 cho em. Chắc phải là lụa Vân Phép các chị ơi, đẹp lắm. Trời ơi đẹp cực kỳ đẹp luôn. Vi Nhà Mai 458, Hoa Cà Phê 458, Hồng Phạm 458, Nguyễn Phương 458. Các
chị ơi, 458 cho em giá 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 458 cho em nha các chị nhé. Sang lắm mấy chế ơi, cực kỳ sang luôn. Mỏng Hạ Vũ hai vải áo mẫu mặc. Anh Tuyết 458 một set. Đồng Trang Kim 458. Kim Thanh 458. Xuất sắc cỡ này mà các chị không lấy thì các chị mua cái gì? Chốt đơn cho em các chị ơi. 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Ồ nó đẹp. Nguyễn Hương 458. Trời ơi nó đẹp lắm mấy chế ơi. 043 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 043 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị ơi. Chất vải là lụa Vân Phát thiết kế nha các chị nha. Nhà may Liên Hoa 458 một set. Cho em 043, chị nào lấy thì các chị chốt 043 cho em các chị ơi. Liên Hương Nguyễn 458. Chị nào lấy thì các chị chốt 043 cho em. Giá cho em là 170 một áo, 270 một bộ các chị ơi. Ngọc Lam 458. Còn 2. Thân Hằng 043 một set. Phương Bình Lê 043. Thanh Trịnh 043. Vũ Hồng 043. Kim Yến 043. Cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 043 cho em nha. Giá cho em 170.000 một áo các chị ơi, 270.000 một bộ nha các chị nhé. Mèo con dễ thương 043, Khánh Linh 043, Linh Đăng Đặng 043, Kim Yến 043 một set. Đẩy xe nó vô đi rồi cho tơ tầm lên cho chị. Tơ tầm như thế này này. Mấy màu tơ tơ lên cho chị. Ví dụ màu này là màu xanh đậm, màu hồng ánh xe là đằng sau rồi màu xanh đen rồi. Tú Trần 043, Thủy Nguyễn 043, Châu chị Châu Nguyễn comment lại giùm em là 043 nha chị. Dung Huỳnh 043, Hồng Phạm 043, còn 2. Các chị ơi, giá có 170.000 một áo à, đừng có bỏ qua nó. Trời ơi, đến lúc cần không có hàng bán đâu, không có hàng mặc đâu các chị. Còn 1. Nè. Em ướm cho các chị xem đi rồi các chị biết nó đẹp như thế nào luôn. Không lấy không có ba lấy tiền luôn á. 165 cho em này các chị ơi. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 165 cho em. Các bạn đang bắt đầu treo tơ tầm mà tơ tầm từng vi giống em mặc lên á, bắt đầu em bán cho các chị nha. 165 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 165 cho em. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị. Em đã nói với các chị rồi, màu hồng cánh sen xinh lắm. Ai mà chê nó nổi chứ không hề nổi. Các chị sợ nổi thì các chị cứ mặc quần đen cho em, không bao giờ nổi. Chị nào lấy thì các chị chốt 165 cho em. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Nhí Miêu 165. Mèo con dễ thương 165. Giá 170, chị nào lấy thì các chị chốt 165 cho em nha. Em đưa cái màu này ra đây cho chị đi. Nè, đưa cái màu này ra đây cho chị này. Màu này em có một áo sẵn em đem để ở đây này. Trần Hiền một set mẫu mặc. Các chị lấy thì các chị đắm cho em này. Hạ vi hồng son. Các chị lưu ý này. Em nói các chị nghe nhá.
Riêng cái hệ bi này á, là em có hai màu hồng, một là màu hồng son, hai là màu hồng cánh sen, ba là màu hồng dâu, bốn á, là màu hồng nút. Cho nên khi các chị comment đúng chính xác cho em thì mới chốt được nha. Các chị comment sai là đồng nghĩa các chị đang buông qua một màu khác. Mà một màu khác em bỏ màu khác vô, các chị bảo không đúng là do các chị chứ không phải do bên em nhé. Em đang cầm trên tay này là màu hồng son nha. Còn hồng cánh sen là đây, em cho các chị so sánh đi rồi các chị quyết định lấy màu nào thì lấy nhé. Đắm đúng cho em nha. Ngô Hậu 165, Thanh Hằng 165 một set, Thảo Hương 165 một set. Đây, đây là hồng son, còn đây là hồng hồng cánh sen. Hai cái màu này ấy, là nó khác nhau hoàn toàn luôn. Cho nên nhiều chị hồng không biết hồng nào luôn, hết là phải ráng chịu nhá. Chia lại cho các chị để các chị mặc đẹp. Chốt đơn 150.000 một áo, bao giá cho các chị, hoàn toàn các chị được miễn phí ship, không mất một đồng nào tiền phí hết. Chốt đơn cho em là hồng son trước nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hạ vi hồng son cho em. Là hôm nãy tụi em đếm trong cái bịch là có hồng này thôi hả? Đưa cái bịch ra đây bỏ vô luôn. Hạ vi hồng son cho em 150.000 một áo, mềm mát, và may áo dài cắt tân cũng được luôn. May áo dài truyền thống thì quá trời quá đất là đẹp rồi, không cần phải bàn cãi gì rồi. Tú mặc đấy các chị. Võ Thị Nga hồng son, Hương, Hương Võ hồng son, Hồ Nguyễn hồng son và hồng cánh sen. Hồ Thị Hồng Lam hồng cánh sen, Pháp Phương Nguyễn hồng son, Thu Hằng hồng son, Thanh Tùng hồng son, Phạm Nguyên hồng son, Tuyết Vinh hồng son, Titi Hâu hồng son, Tiffany Nguyễn hồng son, Hạnh Nguyễn hồng son, Trần Hoa hồng son, Tuyết Nguyễn hồng son, Hoàng Nga hồng son. Còn 5 hồng son thôi. Còn 5. Hạnh Nguyễn hồng son, Phương Thu hồng son, Vũ Ngọc Hạnh hồng son, Bà Đầm Thép 2 hồng son. Còn hồng cánh sen chốt đơn luôn, có bằng này luôn, hết hàng luôn, không còn luôn các chị ơi. Hương Võ hồng cánh sen, Pháp Phương Nguyễn hồng cánh sen, Phạm Nguyễn Teresa hồng cánh sen, Bùi Thanh Thủy hồng cánh sen, Tiffany Nguyễn hồng cánh sen, Trương Phạm hồng cánh sen. Em lấy hàng đi bỏ sẵn ra đây cho chị. Thanh Phú Nguyên hồng cánh sen. Hồng cánh sen còn 4. Loan Ngô hồng cánh sen. Màu này các chị đắm cho em là hạ vi, phải có chữ hạ vi vào để không bị lộ nhá. Vậy là còn một hồng cánh sen. Hạ vi xanh ngọc cho em 150.000 một áo các chị ơi. Nguyễn Thảo hồng cánh sen hết. Lan Chi hai vải áo mẫu mặc. Đây nè, cái này không có mã số mã xung gì thì em phải đưa phải ra đây cho chị biết được bao nhiêu mà bán. Hạ vi xanh ngọc cho em 150.000 một áo các chị ơi. Đọc đúng hạ vi xanh ngọc nha. Chị hai đọc xanh ngọc không là ra xanh ngọc của lụa kia đấy nha. Cái chị không comment đúng thì không có chốt được. Lo Ngô hạ vi xanh ngọc, Thanh Phú Nguyên hạ vi xanh ngọc, Phương Võ hạ vi xanh ngọc, Thắng Hăng hạ vi xanh ngọc đẹp lắm các chị ơi. Lương Thị Kim Dung hạ vi xanh ngọc màu đỏ. Nguyễn Minh Thịnh hạ vi xanh ngọc, cái này màu đỏ này. Như Ngọc hạ vi xanh ngọc, Liên Hương Nguyễn hạ vi xanh ngọc, trời ơi, Võ Thị Nga hạ vi xanh ngọc, Hồng Hạnh Phạm hạ vi xanh ngọc,
mỗi màu còn có mấy áo à, chốt đơn cho em Hạ Vi đỏ, Phạm Thu Hà và Hạ Vi xanh ngọc một set, dâu tay trần 3 set Hạ Vi xanh ngọc, Hạ Vi đỏ cho em giá 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt Hạ Vi đỏ cho em, đưa đây cho chị nào. Các chị nhớ nha, nếu mà các chị mặc theo dạng áo dài cắt tân đó như của em ấy, các chị đừng có mua hàng mà nó là ẩm sệt từ hai màu nhé, một màu duy nhất thôi nha các chị, nó phải phù hợp nha, ví dụ như thế này này nó mới phù hợp nha các chị. Còn nếu như mà các chị mặc mà dạng như là tơ tằm, mà tơ tằm như vậy nè là nó sẽ không có đẹp đâu, em nói trước nha. Đây cũng là Hạ Vi luôn này, nhưng mà giá đến 200.000 một áo lận đó các chị ơi. Hương Võ Hạ Vi đỏ, Nguyễn Hà Hạ Vi đỏ, Võ Thị Nga Hạ Vi đỏ. Còn 5 màu này mà không lấy nữa lại tiếc nữa. Anh Văn Hạ Vi đỏ, màu này mà không lấy nữa tiếc nữa. Chốt đơn cho em là Hạ Vi tím cẩm, 150.000 một áo các chị ơi, 250.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt Hạ Vi tím cẩm cho em. Bà Đầm Thép 2 Hạ Vi đỏ. Còn 2 Thái Hà Giò Chả Hạ Vi đỏ. Còn 1 còn 2 cái này 5 áo lận. Nhà Mai Liên Hoa Hạ Vi đỏ. Còn 1 Hồng Anh Hạ Vi đỏ. Hết. Thanh Phú Nguyên Hạ Vi tím cẩm, Phương Võ Hạ Vi tím cẩm, Nguyễn Nhục Như hai áo Hạ Vi tím cẩm. Phương Bích Vũ Hạ Vi tím cẩm. Cỏ uốn này em cũng còn có cỡ khoảng chừng mười mấy áo nữa à, hết luôn. Màu này các chị lấy thì chốt cho em Hạ Vi tím cẩm nha. Giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. Lê Minh Yến Hạ Vi tím cẩm, Đặng Thủy Hạ Vi tím cẩm, Nguyễn Nguyễn Hai Hạ Vi tím cẩm. Màu này các chị chốt cho em là 176 đi, cho lên cho khỏi bị lộ mẽ nha các chị nhé. Lắm luôn, màu nào lên cũng đẹp. Hương Thanh Hạ Vi tím cẩm, 176 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 176 cho em. Các chị ơi giá có 150.000 một áo à, đẹp lắm luôn á. Cái lô này là em chia lại cho các chị đấy. Chứ nếu mà cái Hạ Vi này của em là giá 200.000 một áo cứng luôn đấy, không bớt một đồng nào luôn. Thanh Thúy Hạ Vi tím cẩm, Võ Thị Nga Hạ Vi tím cẩm, Phạm Nguyễn Theresa 176, Loan Ngô 176, Trinh Đỗ 176, Võ Thị Nga 176, Hiền Nguyễn 176, Nguyễn Hiền 176, Lily Nguyễn 176. Hương Thu Hai Hạ Vi tím cẩm, Yến Lê 176, Thanh Thủy 176. Còn đúng 10 áo hết luôn. Hồ Nhung 176, ừ. 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 176 cho em nha các chị nha. Tuyết Đỗ 176, Võ Tuyến 176, chị xanh đen đây. Hoa Nguyễn 176, Hương Võ 176, Thanh Lam 176, Sa Sa 176. Còn 3 Maria Ki 176. Còn 2 Màu này các chị biết mặc quần gì không? Mặc quần màu đỏ hoặc quần màu hồng trắng sen đẹp lắm. Xanh đen 442 cho em. Đình Thi Hạ Vi tím cẩm,
442 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 442 cho em. Các chị ơi, giá cho em là 150.000 một áo nha các chị nha. Dạ, yeah, em cảm ơn chị Dư Quần. Bữa nay chị có thời gian thì chị ghé nhà Kim em chơi nhé. Vũ Trang Phạm 442, Phạm Nguyễn Teresa 442, Phan Phú Nguyên 442, Mai Thảo 442, Lily Nguyễn 442, Hương Võ 442, Mai Loan 2 áo 442, Tuyết Vũ 442, Thảo Nguyễn 442, Thanh Tuyết 176, Hằng Thái Lê Yến 176, Thép 176, Nguyễn Huyền 442. Thanh Lam 442. Nguyễn Hiền 442. Ngô Hậu 442. Cẩm Kim 442. Nguyễn Hồng Hoa 442. Mai Trâm 442. Cho chị xong cô ba lên đi nhỏ ơi. Đỗ Thị Thu Hà 442. Còn 7. Em lấy cho chị cái ngọc trai màu đỏ đi sau. Cái đỏ cam á, mang lên đây để phối cho các chị cái áo 442 với lại cái màu xanh cô ba màu luôn. Xinh lắm các chị ơi. Hoa Diệp 442. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là 714 nha, 150.000 một áo các chị ơi. Nào, các chị may bộ này cho em, các chị mặc đi xinh lắm. Đây, 442 mặc quần này cũng rất là ok luôn. Đây là chất vải luồng ngọc trai giống như em đang mặc trên người ấy các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Cho em là 714, giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. Lấy luôn màu đỏ ra đây cho chị em chuẩn bị này. Nhà Mai Liên Hoa 442. Còn 6. Đưa cái này ra đây cho chị. Thanh Phú Nguyên 714, Điện Thị Tuyết Hành 714, Hương Tạ 714, Vũ Trang Phạm 714, Tích Nguyễn 4 áo 714, Pháp Phương Nguyễn 714, Trương Thị Kim Dung 714, Hương Võ 714, Lê Mai Thi 714, Hương Thanh 714. Hoàng Thiên 714. Một 150.000 một áo nha các chị nha. Mẫu để các chị lấy thì các chị đắm cho em là ngọc trai đỏ cam, 100.000 một áo. Màu này các chị lấy thì đắm cho em là ngọc trai đỏ cam, giá 100.000 một áo các chị ơi. Võ Thị Nga 714, Nguyên Trần 714, Nguyễn Thị Nữ vải áo mẫu mặc. Ngọc trai đỏ kem cho em, chị nào lấy thì các chị chốt ngọc trai đỏ kem cho em. Hình như là còn có bằng này thôi nữa chế ơi. Rồi hết luôn, chưa chắc phải 10 áo hơn. Đỗ Thảo 714, Phạm Uyên ngọc trai đỏ kem, Nguyễn Thị Hoa ngọc trai đỏ kem, nhà Mai Thanh Hương đỏ kem, Hương Võ 2 áo đỏ kem, Bé Hùng đỏ cam, Lan Cao đỏ cam. Còn 8. Màu đằng sau lên cho chị đi. Màu ngọc trai đằng sau. Võ Thúy Phượng đỏ cam, Nguyễn Duyên đỏ cam. Còn 6. Trương Thị Kim Dung đỏ cam. Còn 5. Hoàng Thiên đỏ cam. Còn 4. Nguyễn Dũng Như đỏ cam. Còn 3. Thúy Nguyễn Hai áo đỏ cam. Còn 1. Nguyễn Hải Yến đỏ cam. Các chị thấy em mặc có điểm nào gì để trừ không các chị? Có điểm trừ luôn ý. Đàng Hoa vải áo mẫu mặc, lụa ngọc trai. Các chị nhìn thấy cái quần xuống không? Mặc quá trời quá đẹp đẹp. Quần các chị. Quá xuất sắc. Màu này đẹp. Màu này không phải vàng đồng
cũng nó cũng không phải là vàng nữa mà nó là cái màu vàng, nói chung là nó nằm ở dưa ấy các chị, xinh lắm. Trời ơi, các chị cứ may nguyên một bộ cho em đi, lúc nào thích mặc bộ thì mặc. Giá có 100.000 là các chị ơi, đúng bằng một tô phở bò đặc biệt thôi. Ngọc Lan Nguyễn Thị, hai vải áo mẫu mặc. Chốt đơn cho em nha các chị nha, chất vải là lụa ngọc trai đấy các chị ơi. 735 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 735 cho em nha. 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị ơi. Mấy cái màu này là siêu đẹp. Vải em mặc là lụa ngọc trai đấy chị. Giá quá trời quá đất mềm. Hương Thu, hai vải áo mẫu mặc. Dạ chị nhắn tin bên Messenger, ngày mai sẽ có bạn cho chị số điện thoại của nhà may nha chị Tiết Hạnh. Hương Võ, hai áo 735. Thanh Phú Nguyên, hai áo 735. Thu Ngọc Nguyễn, 735. Võ Thúy Phượng, hai áo 735. Ở dưới cái vật màu trắng này. Kim Thanh, hai áo 735. Hồng Phạm, 735. Thái, hai áo 735. Hoàng Anh, 735. Thanh Thanh Vinh, hai áo 735. Bích Nguyễn, 4 áo 735. Tuyết Hạnh, 735. Anh Mai, 2 áo 735. Lama, 735. Còn một bịch ở phía dưới. Võ Thị Nga, 735. Thao Hướng Dương, 2 áo 735. Minh Nhật, 735. Hăng Hăng, 735. Lệ Nguyễn, 2 áo 735. Bé Hùng, 735. Cara Phường, 735. Hà Hoàng, 5 áo 735. Cherry Nguyễn, 735. Thanh Lan, 2 áo 735. Từ từ mà đọc em ạ. Gõ ràng cho các chị. Lan Anh, 735. Phạm Bích Liên, 735. Thúy Hương, 735. Kim Anh, 735. Nhà may Liên Hoa, 735. Không có điểm trừ luôn mà. Một trăm ngàn một áo các chị ơi, 200.000 một bộ nha các chị nha. Ủa cái màu. Thanh Mai, hai áo 735. Bảo Nghi Dương, hai áo 735. Trần Thị Kim Lệ, 735. Vô Nguyễn, hai áo 735. Cái màu em bao cho các chị đi kiếm luôn, khắp một cái Facebook luôn. Nếu mà ai có đúng y chang cái màu như em đang bán, em tặng luôn các chị, không mất bất cứ một đồng nào của em luôn. Nguyễn Nhã, 735. Màu này là em đặt riêng về bán nha các chị nhé. Cẩm Huyền, 735. Màu này các chị lấy thì chốt cho em nè. Võ Thủy, 735. Tha Lê, hai vải áo mẫu mặc. 898 cho em, giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 898 cho em. Hà Hương, vải áo mẫu mặc. Mẫu này là em mặc cái quần của áo ánh kim hơi bị nhiều đấy, mấy ngày nay luôn rồi đó. Nguyễn Hằng, 735. Anh Nguyễn, 735. Lý Ngô, hai áo 735. Giang Ngô, 735. Phúc Thanh Trà, 898. Mai Lan, hai áo 898. Như Ngọc Nguyễn, 898. Hương Võ, hai áo 898. Hồng Phạm, 898. Anh Nguyên, 898. Phạm Nguyên, 898. Bích Nguyễn, 6 áo 898. Mai Nguyễn, 898. Võ Thủy, 898. Lưu Nguyễn, 898. Nhung Nguyễn, 898. Thanh Phú Nguyên, 898. Chị Phạm Nguyên tính vui mười hả chị? Cắt liền. Hình như cắt hết ra rồi. Cắt rồi hết ra rồi chị ơi. Cắt rồi hết ra rồi. Hết cây kho rồi chị. Em lấy 5 áo cho chị được không chị Phạm Nguyên? Được, chị comment giùm em với nha. Maria Hồng Nguyễn, 898. Phương Hiếu Nguyễn, 898. Mai Hoa, 898. Võ Nga, 2 áo 898. Cẩm Huyền, 2 áo 898. Ami Phúc Nguyên, vải áo mẫu mặc. Chị xe tưởng chú mặc đồ cao cấp. Xe Địa Phước Lộc, 898.
Tâm Lê 898, Phương Trần 898. Em lấy 5 áo cho chị được không chị? Ok chị Phạm Nguyên. Dạ ok chị Phạm Nguyên. Lan Cao 2 áo 898. Các chị ơi, màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu xanh đất mẹ nhé. Màu này thì khỏi cần rồi các chị. Minh Hiếu Đặng 2 áo 898. Tiffany Nguyễn 898. Các chị ơi, cho em xanh đất mẹ, chị nào lấy thì các chị chốt xanh đất mẹ cho em. Giá cho em là 100.000 một áo, 200.000 một bộ cho các chị nhé. Chất vải là lụa ngọc trai. Em khẳng định 100% ngọc trai nhà em không giống mọi người đâu các chị. Em dèn thử thịt với các chị luôn. Chốt đơn. Nguyễn Thị Hoa xanh đất mẹ, xanh đất mẹ này, vàng sáng này, đặc biệt là cái màu màu vàng đậm như kiểu em mê lắm luôn. Thế nào em cũng may một bộ mà. Đỗ Lan xanh đất mẹ, Kim Lưu hai áo xanh đất mẹ. Không bây giờ em để đâu, những cái màu tay tay đấy bây giờ hướng đến là những cái màu tay tay đấy chứ còn những cái màu mà gọi là xanh đỏ tím vàng thì ôi trời ơi mặc nhiều lắm luôn rồi. Đoàn Thị Hằng hai áo 898. Xanh nước mẹ cho em giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt xanh nước mẹ cho em nha các chị nha. Lương Nghiêm xanh nước mẹ. Ô này này. Ô này này. Trời ơi. Quá trời luôn. Thủy Nguyễn hai áo xanh nước mẹ, 885 cho em này các chị. Kevin. Kevin Khôi 27 áo mẫu mặc. 885 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 885 cho em nha. Chất vải là lụa ngọc trai các chị ơi, đây túi đang mặc này các chị. Nguyễn Hằng xanh đất mẹ. Cứ hai áo cho em. Bút đẹp thích mặc nguyên một bộ thì mặc, không thích lấy cái quần này ra sử dụng với những cái áo khác. Dễ vô cùng. Hoàng Xuân xanh đất mẹ. Đỗ Quỳnh Anh 885. Phương Võ 2 áo 885. Thuyền Nguyễn 2 áo 885. Thảo Nguyễn 885. Võ Thúy Phượng 885. Còn 3. Lan Thảo 885. Còn 2. Yến To 2 áo 885. Giống không? Châu Phạm 2 vải áo mẫu mặc. Còn nhà Mai Liên Hoa xanh đất mẹ, Lưu Nguyễn xanh đất mẹ, Võ Thủy xanh đất mẹ, Chi Nguyễn xanh đất mẹ. 885. Vô Nguyễn 2 áo 885. Sơ Mori 2 áo 885. Ghi cái chữ hết to trà bá lửa ở đây, không biết đứa nào không biết. Thùy Nguyễn 885. Còn một bực nữa. Lan Cao 885. Sao Lô Nguyễn 2 áo 885. Linh Lê 885. Cái chị nghe em đi. Chi Lê 885. Em tự tin với các chị luôn, cái gu thẩm mỹ của em là không phải là dạng mờ luôn đó các chị. Bích Nguyễn 2 áo 885. Nhà Mai Liên Hoa 885. Nguyễn Yến Hoàng 885. Ok chị Phạm Nguyễn Teresa. Phạm Nguyễn Teresa 2 áo xanh đất mẹ để riêng ra. Mỹ Hòa Lê Thi 885. Xuân Mai 885. Phan Dung 2 áo 885. Dung Hồng Dung 885. Trương Thị Kim Dung 885. Nguyễn Dụng Như 2 áo 885. Nguyễn Nhỏ 885. Thùy Nguyễn 885. Hồ Thị Hồng Lan 885. Lương Nghiêm 885. Văn Trần 885. Quá đẹp. Quỳnh Nhân 2 áo 885. Dung Hồng Dung 885. Màu này là không gọi là đẹp, rất sang, cực kỳ sang. Ngọc Huyền 2 áo xanh đất mẹ. Ngài Lê Ánh 3 áo 885. Đỗ Lam 885. Phạm Uyên 885. Châu Phạm 885. Võ Thủy 885.
Thiên Hương 2 áo 885, Thu Ngọc Nguyên 885, Thủy Nguyễn 2 áo 885, Linh Linh 885. Màu này các chị cho em là 774 nha các chị nhá. Chị nào lấy thì các chị chốt 774 cho em. 774 cho em, giá 100 ngàn một áo, chất vải là luồng ngọc trai. Chị nào lấy thì các chị chốt 774 cho em. Chị nào lấy vải áo em mặc thì các chị cứ chốt vải áo túi bạc thôi. Vải áo túi bạc giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy may nguyên bộ thì lấy giúp em 2 áo nha. Tiết Lộ 885, Nga Võ 2 áo xanh nước mẹ. Có ở đó có một cái bịch lẻ ấy, em đưa ra đây cho chị đi. Đó, ngọc trai đó. Ờ, trên ấy, bịch lẻ. Ừ, phải không? Rồi không phải, phải không? Xe đi Nguyễn 774. Tú Độ 885. Vân Trần 885. Thúy Nguyễn 774. Cái này may ca đoàn đẹp lắm, chị phải nguyên xe xe ơi. Nếu mà chị mặc để chị may mà đúng màu chuẩn một xanh nước mẹ này để mặc ca đoàn này đẹp lắm. Đúng chuẩn màu nước mẹ luôn. Đoàn Thám 2 áo 774. Huyền Trang 2 áo 774. Phạm Uyên 774. Bảy bảy bốn còn ba. Hoàng Anh 774. Không nhìn thấy luôn. Em đưa cho chị thêm một cái ghế ra đây. Nguyễn Hồng 2 vài áo mẫu mặc. Lù Đoàn vài áo mẫu mặc. Mấy màu này là hết hàng rồi các chị. Phải nói là năm nay nhà em bán cái Phương gì tại thanh nước mẹ. Bán cái gì cho các chị là nó cũng hết chứ không có còn luôn đó các chị ơi. Đó. Ok, chị cô Lan Chi. Nguyễn Nhỏ 774. Tất cả đều là lụa ngọc trai hết nhé. 100 ngàn một áo cho em các chị ơi. Em coi coi cái màu này có phải cái màu phía trong đấy không? Thiền Nguyễn 560. À, màu quần của em mà em bán chắc phải cả tính ra 1.000 mét của riêng một cái màu này không duy nhất. Nhà em gọi nó là màu hồng vôi. Để chị nào lấy khúc này được 2.9 vậy. Màu mà bị tuyệt chủng cả thế giới luôn. Trên Trần 068, Haleda Đỗ 068, Anh Nguyên 068. Cái này có phải một trong kia không? Bỏ vô nè. Đưa ra đây cho chị này. Cái màu này hôm nay bán chưa vậy? Trong cái bình hàng hôm nay bán chưa? Thôi coi. Lan Thảo 010. Đưa cái bình ở cái kia đây cho chị. Đó có cái này nè. Đưa đây. Ừ. Màu này vừa rồi đúng không? Ngọc Nguyên 753. Còn một. Võ Thủy 545 là 735 đó.
thể hai vải áo mẫu mặc. Phong đen này các chị. Hàng Nguyễn 545. Còn một. Phạm Vinh 735. Còn xét. Màu này cũng vậy luôn, bị tuyệt chủng luôn rồi các chị ơi. Hết hàng luôn. Lan cao 674. Helena độ 475. Phạm Nguyên 518. Trương Thị Kim Dung 518. Cái này là đọc nô tương. Đưa cái bộ xăm lông cao với chị. Phúc Thanh Trà 447. Hằng Nguyên 447. Anh Sao Phạm Thị 900. Chị ơi 654 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 654 cho em các chị ơi. Giá cho em là 100.000 một áo, 200.000 một bộ. Em còn cho các chị hai màu nữa là màu 654 với là màu đằng sau là màu xám chì nữa, là hết lô lụa cặp trai này nha các chị nha. Còn chị nào mua trắng và mua đen thì các chị cứ việc comment trắng với đen cho em thôi, chứ trắng với đen thì hôm nay em có lên rồi đó. Anh Nguyễn 654. Mấy cái màu này em nói với chị nghe. Helena đổi 654. Hồng Phạm 654. Sang lắm. Nhà Mai Liên Hoa 654. Giá có 100.000 à. Nguyễn Lê Hai Á 654. Ok chị Linh Lan. Lan Cao 654. Nguyễn Thảo 654. Phương Võ Hai Áo 654. Trần Gia Khanh 654. Jenny Phụng Hai Áo 654. Thái Dương 654. Thúy Trần Đen, Thu Hằng Đen. Đỗ Nhã Phương Hai Áo 654. Lý Hương Nguyễn Hai vải áo mẫu mặc. Võ Thủy Hai áo đen. Nguyễn Bảo Vy Hai áo 654. Đoàn Thắm Hai áo 654. Lý Hương Hai áo trắng. Trắng là đằng sau chị còn treo rồi. Đây cái chỗ bắt này là kiếm từ cho chị Hai áo. Hà Hương đen. Thủy Nguyễn đen. Đoàn Thị Hằng hai vải áo mẫu mặc. Hồ Thủy hai áo trắng. Nguyễn Nhượng Như hai áo 654. Bích Nguyễn hai áo 654. Trời ơi, cái bộ đi sang mà tôi thấy xíu lấy thật đó. Trần Hà hai vải áo mẫu mặc. Hả? Mặc cái gì? Lê Xuân Nguyễn vải áo mẫu mặc.
Sao gì? Phương Hiếu 1654. Màu này các chị lấy thì đáng đúng cho em này. Săn sáng cho em giá 100.000 một áo nha các chị nha. Săn xám cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt săn xám cho em các chị ơi. Một xám xăm đấy. Nguyễn nhỏ một trắng và một đen. Nhà Mai Thanh Hương đen. Bạch Vân hai áo trắng và hai áo đen. Võ Thủy 654, Lan Cao 654 thêm một áo. Áo dài Ảnh Hồng hai áo 654, Trường Ngọc hai áo 654, Đỗ Nhung 654, Hồng Phạm hai áo xám xanh, Nguyễn Nhỏ hai áo xám xanh, Trinh Đỗ hai áo xám xanh, Trần Hà hai áo xám xanh, Mai Hoa hai áo xám xanh, Lan Cao hai áo xám xanh, Võ Thúy Phụ xám xanh, Hai Lena Đỗ xám xanh, Đình Thị Tiết Hạnh hai áo xám xanh, Thúy Nguyễn xám xanh, Cherry Nguyễn hai áo xám xanh, Đỗ Nhã Phương hai áo xám xanh, Vui Phạm Thị Liên xám xanh, Bích Nguyễn sáu áo xám xanh, Thanh Mai xám xanh, Jenny Phụng hai áo xám xanh, Ngọc Huyền hai áo xám xanh, Út Tiêu xám xanh, hello chị gái, Út Hoài hai áo xám xanh, Đoàn Hồng Châu xám xanh, Tinh Hoàng xám xanh, Võ Thủy xám xanh. Bán cho các chị mà em bán riết đủ ngọc trai rồi em nói ngày nào em cũng nói cứ một lần em bán là một lần em nói, một lần em bán là một lần em nói, em nói với các chị vào này các chị ơi, các chị nhìn ở trên live nó như vậy thôi chứ còn ở ngoài đồ ngọc trai rất là đẹp. Nếu thật sự em bán cho các chị số lượng càng nhiều em cũng chẳng có lời nhiều đâu các chị, nhập xỉ và giá nó gần đến 40.000 một mét vải rồi các chị ơi, bán các chị giá có 100.000 một áo thôi. Trong khi đấy bên nhà em các chị mua hàng là hoàn toàn các chị được free ship, không trả bất cứ một đồng nào tiền phí hết. Trời ơi, Quỳnh Nhân hai áo xám xanh, Hoàng Tuyết xám xanh, Tiffany Nguyễn hai áo xám xanh, Tình Mai hai áo xám xanh, Vui Phạm Thị Kim thêm một áo xám xanh, Phạm Vi xám xanh, Jenny Phụng hai vải áo mẫu mặc. Phải mặc là đủ ngọc trai đấy chị, dễ thương á. Phải nói là phong may hả, dễ thương cực kỳ luôn, thế may mà không có điểm trừ luôn đấy chị. Hạnh Hồ hai vải áo mẫu mặc phải nói là dễ chịu, các chị thấy em từ nãy giờ này, trời ơi có ai mặc áo dài, có ai mặc áo dài mà ôm như em á mẹ hả các chị ơi, còn như vậy nữa không các chị, có như vậy được không, không bao giờ có các chị, không có bao giờ có luôn á. Nguyễn Thơ hai áo xám xanh, Nguyễn Thị Kim Anh xám xanh, đây các chị nhìn này, xám xanh tơ tầm này của nhà em là độc quyền nhá, 200.000 một áo các chị ơi. Mặc phải đó là nhận ở ngoài chỉ có là đẹp DTM thôi các chế ơi. Chốt đơn cho em các chị ơi. 445 cho em giá 200.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 445 cho em nha các chị. Đẹp quá. 445 cho em giá 200.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 445 cho em. Đẹp ngang ngửa với lại Thái Tuấn giá đến 350.000 lận đó các chị. Trần Thanh Xuân một áo xám xanh và một áo đen. Bốn bốn năm cho em giá là 200.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 445 cho em các chị ơi. Phương Anh Nguyên 445, Đoan Ngô 445, Thằng Quyên 445, Thúy Nguyễn xám xanh, Tròn Khoai Tây xám xanh, Jenny Phụng 445, Phụ Nguyễn hai áo 445, Vũ Trân Phạm 445,
Dạ bên em không tắc lẻ 3m và 5m nha mấy chị. Cô Tuyên 445, Phương Thu 445, Duyên Phạm 445 một bộ, Bình Lê Thi 445, Lan Ngô 445, Hoàng Xuân vậy áo mẫu mặc. Em lấy dưỡng nó có thịt sẵn. Hồ Thị Hồng Loan 445, An Nguyễn 445. Đẹp lắm các chị ơi. Có sẵn luôn. Xem cho em một câu luôn. Không đẹp khỏi cần trả tiền cho túi luôn. Đây, màu vàng mỡ gà được trước phú mặt. Đến lúc bán thì chờ em nói các chị ơi, cái màu vàng mỡ gà thì đẹp lắm luôn. Đến khi mặc lên hết, cứ hỏi hoài, hỏi tới hỏi lui luôn, nhưng mà bán thì nhất định không chịu mua. 200.000 một áo nha các chị nha, cho em 662 các chị ơi. Xa xa 445, 662 cho em, giá 200 chị nào lấy thì các chị chốt 662 cho em. Đây, em cho các chị nhìn cận cảnh cái em tơ tằm mà gọi là rất là xịn sò của nhà Tú này. Đấy, các chị nhìn kỹ chưa? Các chị nhìn thấy chưa? Thôi ôi. Thành Hồ 2 vải áo mẫu mộc. Đá cảnh siêu mộc 445. 662 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 662 cho em. Giá là 200.000 một áo các chị ơi, 300.000 một bộ nha các chị nhé. Jenny Phụng 662 và Nguyễn Teresa 662, Cherry Nguyễn 662, Sông Nguyễn Văn 662, Hương Thu 662, Phạm Uyên 662, Phi Nga Trần 662. Bích Nguyễn 2 áo 662. Kim Văn Bùi 662. Thùy Trang, Thùy Trung 662. Á Dạ Luân Ly 662. Mây Hồng 662. Anh Trào 662. Cỡ này nè mấy chế. Đó, tơ tằm nhà Tú là phải vậy. Chất lượng luôn á. Đây mà 662 này các chị nè. Vùng Nguyễn 662, Văn Lê 662. Màu này là cái màu Hà Hương 662. Màu này là em nghiền nhất luôn. Màu nhà này mà Liên Hoa 662. Sáng hôm nay các chị mặc nữa là đúng best seller luôn. Màu này các chị phối cái quần xanh sáng vừa rồi ấy. 200.000 một áo cho em các chị ơi, 300.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 854 cho em nha các chị ơi. Tiếp Văn 662. Trời. 854 cho em, giá 3, giá 200. Chị nào lấy thì các chị chốt 854 cho em các chị ơi. Xuất sắc luôn. Thanh Phú Nguyên 854. Kha Thi Lê 2 áo 854. An Nguyễn 854. Cho em giá 100, giá 200.000 một áo, 300.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 854 cho em. Thanh Bùi 854, Trinh Độ 854. So với lại hàng của Thái Tuấn mà các chị đang mua thì thật sự luôn là chất lượng bằng nhau, nhưng mà giá chỉ có một nửa tiền thôi, tại vì không bắt tiền thương hiệu các chị. Đào Nguyễn 854. Không có bắt tiền thương hiệu. Màu này em cảnh báo trước, chị nào mà chưa mua thì nhớ lấy nha, để mai mốt chế Tú mà mặc thì không có được khỏi đâu. Màu em nói trước với các chị luôn là nó cực kỳ hiếm luôn ý. 411 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 411 cho em các chị ơi. Trời ơi nó sang. $200.000 một áo, $300.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 411 cho em. Em còn các chị lô này hai màu nữa là em hết rồi các chị ơi. Mỹ Soạn 854.
411, Phạm Nguyễn Teresa 411, An Nguyễn 411, Liên Hương Nguyễn 411, Thằng Nguyên 411, Thanh Phú Nguyên 411, Thơ Lê 411, Tiffany Nguyên 411, Mai Thảo 411, Đình Thị Tuyết Hạnh 411, Đỗ Nhã Phương 411 và 854, Phan Dung 411, Kaka Rory 411, Thảo Trương 411, Đắc Tiên 411, Phúc Nguyên 411, Nguyễn Thảo 411, Maria Kim 411, Thanh Mai 411, Lê Thị Thu Hằng 411, Tuyết Nguyễn 411, Lê Thu Hường 411. Chốt đơn. Các chị ơi, ráng đợi em thêm hai màu này nữa. Dung Lê 854. Em sẽ lấy hai màu của hàng Thái Tuấn, mà Thái Tuấn giống của nhà em ấy. Em ra em khuyến mãi cho các chị. Đúng hai màu 411, Phường Nguyễn 411, Phương Linh 411, Võ Thí Phường 411. 770 cho em giá 200, chị nào lấy thì các chị chốt 770 cho em nha các chị. 200.000 một áo, 300.000 một bộ. Các chị ơi, các chị đứng so sánh hàng này của nhà em với những hàng mà đang bán giờ trăm mấy chục ngàn nha các chị. Không có cửa đâu các chị ơi. Cửa đấy nó bít bùng lắm các chị. Đồ nhà em làm bán với các chị là đồ đã cực kỳ chất lượng luôn á. Các chị nhìn kỹ cho em này. Tha Thiên Lê 2 áo 770, Thảo Huyền Nguyễn 770, Phạm Nguyễn Teresa 770, Phương Anh Nguyên 770, Đặng Nguyên Nguyên 770, Phạm Mai 770, Nguyễn Hà 770, Uyên Nguyễn 770, Trinh Trần 770 một set, Trang Trang 770, Phạm Huy Văn 770, bảy bảy mươi cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 770 cho em nhá. Giá cho em là 200.000 một áo, 300.000 một bộ các chị ơi. Và em cho các chị thêm bốn trăm 770 không thôi là em cứ bỏ cái đấy xong đi. Cái này nhìn 40 áo thì có sơn mã số thì chị không cần phải nói, em lấy hàng ra chị căng được. 115 cho em luôn các chị ơi. Đó, màu này là màu cuối cùng. 115 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 115 cho em nhá. Giá cho em là 200.000 một áo, 300.000 một bộ. Tơ tầm này rồi đẹp lắm Tú ơi, chị Trần Hồng Duyên chính xác luôn chị ơi. Nhận không bao giờ thất vọng đúng không? Bình Minh ơi này 770. Gọi là tiền nào của nấy là đúng luôn đấy, đúng chuẩn luôn đấy. 115 cho em giá 200 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 115 cho em nhá. Tiffany Nguyễn 115, Đỗ Thị Nhã 115, Phương Anh Nguyên 115, Hoàng Lan Nguyên 115, Phạm Huy Văn 115, Hoa Hướng Dương 115, Võ Thí Phượng 115, Nguyễn Hằng 115, Cherry Nguyễn 115, Phường Nguyễn 115 một set, Trinh Đỗ 115, Đặng Nguyên Nguyên 115, Tha Thiên Lê 2 áo 115, Thảo Huyền Nguyễn 115, Dung Lê 115, Trần Thị Mỹ Nhung 115, Vi Nga Trần 115, Thanh Thanh Vinh 115, Kim Văn Bùi 115, Pháp Phương Nguyên 115, Nguyễn Yến Hoàng 115, Nguyễn Hồng Hoa 115, Cô Tuyên 115, An Nguyễn Hai Áo 115, Xe Điện Phước Lộc 115, Tuyết Văn 115, Nhà May Liên Hoa 115, Nhung Nguyễn 115, Kaka Rody 115, Vũ Trâm Phạm 115, Văn Trần 770, Nguyễn Hằng 115 một set. Còn bảy. Phạm Mai 115, Đoàn Hồng Châu 115. Còn không? Cho chị gì của
tính chi một trăm cổ vịt. Nguyễn Hậu 115. Còn 4. Các chị ơi, cho em xuyến chi săn cổ vịt, vé cho em 100 ngàn một áo nha. Xuyến chi săn cổ vịt cho em vé 100. Chị nào lấy thì các chị chốt xuyến chi săn cổ vịt cho em. Giảm huyền 1151 set. Các chị ơi, xuyến chi săn cổ vịt cho em vé 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt xuyến chi săn cổ vịt cho em. Trời ơi, đẹp như vậy luôn đó các chị. Không cần phải mua vải mắc tiền, cứ mua vải chỉ khoảng chừng 200-300 ngàn cho em thôi. Em bảo đảm luôn, nếu mà các chị lựa chọn được một cái người thợ may cho các chị một cái áo mà các chị mặc vừa phạm trên người nữa, là các chị mặc kiểu gì thì nó cũng đẹp. Còn nếu các chị muốn là chị muốn mặc một cái áo dài mà bây giờ chỉ có vải nội xuyến chi này rồi này em, giờ chị muốn là mặc một cái áo dài đi đám cho nó sang lên một tí nữa, đính pha lê vào cho em, hoặc là các chị bỏ tiền ra mua phụ kiện các chị đeo vô, không cần phải may cầu kỳ màu mè gì hết. Chốt đơn. Tuyết T 854, Đặng Nguyên Nguyên 854. Các chị ơi, cho em là xuyến chi săn cổ vịt, giá cho em là 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ không các chị. Lâm Thuận xuyến chi săn cổ vịt. Jerry Nguyên xuyến chi săn cổ vịt. An Nhiên xuyến chi săn cổ vịt. Diệu Phan xuyến chi săn cổ vịt màu xét. Lê Bạch xuyến chi săn cổ vịt. Huệ Dung xuyến chi săn cổ vịt. Vũ Trang Phạm xuyến chi săn cổ vịt. Vàng Hồng Châu xuyến chi săn cổ vịt. Phương Dung Nguyễn xuyến chi săn cổ vịt. Anna Ca xuyến chi săn cổ vịt. Ái Thu Trương 854. Thang Dung xuyến chi săn cổ vịt. Thảo Nguyễn xuyến chi săn cổ vịt. Đỗ Nhã Phương hai áo xuyến chi săn cổ vịt. Em còn cho các chị là xuyến chi vàng rêu, xuyến chi da cà phê. Em đưa hết cái dạng đến ra đây cho chị. Da cà phê với lại mấy cái lẻ đưa cho chị luôn. Đặng Thị xuyến chi săn cổ vịt. Xuyến chi săn cổ vịt cho em giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt xuyến chi săn cổ vịt cho em sau không? Lấy cái lẻ bên kia thôi. Màu này các chị này, màu này là màu vàng rêu. Em có nói với các chị có nhớ hôm vừa rồi em mặc cái bộ lụa gì cả, lụa sapphire mà cái màu, và các chị bảo màu này màu gì ấy, các chị thấy lạ không? Thủy Nguyễn xuyến chi săn cổ vịt. Nguyễn Hoàng Nam áo xuyến chi săn cổ vịt. Nguyễn Thắm xuyến chi săn cổ vịt. Màu này các chị chốt cho em là xuyến chi vàng rêu nha, không phải vàng đồng nha các chị. Xuyến chi vàng rêu cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt xuyến chi vàng rêu cho em ha. 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ các chị ơi. Vàng rêu em còn đúng bằng này cho các chị nữa là em cũng thấy luôn. Thiếu bộ xuyến chi săn cổ vịt. Phan Phú Nguyên xuyến chi vàng rêu. Đặng Nguyên Nguyên xuyến chi vàng rêu. Thu Ngọc xuyến chi vàng rêu. Trinh Đỗ xuyến chi vàng rêu. Phương Hoàng xuyến chi vàng rêu. Đoàn Hồng Châu xuyến chi vàng rêu. Em còn 2, 4, 6, đúng 7 áo xuyến chi vàng rêu cho các chị nữa là em hết nha. Giá cho em 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ thôi các chị ơi. Đỗ Nhã Phương 2 áo xuyến chi vàng rêu. Nguyễn Cơ Rô xuyến chi vàng rêu. Phạm Thầy xuyến chi vàng rêu một set. Thiếu Vũ xuyến chi vàng rêu. Còn 2. Phương Lê xuyến chi vàng rêu. Còn 1. Nguyễn Kim xuyến chi vàng rêu. Em hết xuyến chi vàng rêu các chị ơi. Màu này các chị cho em là xuyến chi hồng, hồng dâu đậm. Em còn 3 áo nữa. Xuyến chi hồng dâu đậm cho em, giá cho em là 100 ngàn một áo. Xuyến chi hồng dâu đậm cho em có 3. Tiếp mình xuyến chi hồng dâu đậm. Còn 2. Cho em là xuyến chi đen. Xuyến chi vàng rêu bên em hết nha mấy chị. Xuyến chi trắng. Xuyến chi đỏ. Nguyễn Hà xuyến chi hồng dâu đậm.
con một. Và xuyến chi da cho em. Tiếp Minh thêm một áo xuyến chi hồng dâu đặc, tổng là 2. Và lại có một áo màu kia thì mình đáng nữa. Và màu này thì các chị cho em là xuyến chi màu màu nâu cacao hay gọi là màu đất. Quý hồ 2 áo xuyến chi đen. Còn một. Xuyến chi trắng có một, xuyến chi đỏ có một. Kiều Duyên xuyến chi đỏ. Hết. Vui Nguyễn xuyến chi trắng. Hết. Phương Dung xuyến chi da. Còn một. Mỹ Toàn xuyến chi da. Hết. Còn một đen. Màu này các chị cho em là xuyến chi nâu cacao nha. Lê Bạch xuyến chi đen. Hết. Chuyến chi đâu cacao cho em, giá cho em là 100 nghìn một áo. Và chuyến chi xăm đen cho em còn bằng đấy thưa chị luôn. Ủa. Ủa màu của cái gì nhỉ? Happy màu đỏ đô gì chị chẳng thấy đâu vậy? Có chi có cắt có treo mà để đâu rồi đây nè. Phương Dung nâu cacao ăn trên hai áo nâu cacao. Trang Trang nâu cacao. Thiếu Vũ nâu cacao. Kiều Phan nâu cacao. Nhà Mai Liên Hoa nâu cacao một set. Vinh Nguyễn xanh đen. Xuân Mai nâu cacao. Lê Tuyết nâu cacao. Bích Đặng nâu cacao. Thái Dương nâu cacao. Phạm Thị nâu cacao một set. Thiếu Vũ xanh đen. Lê Bạch xanh đen. Ca Thi Mai bốn áo xanh đen. Hết. Có ba áo à? Chị Ca Thi Mai em chỉ có ba áo xanh đen cho chị thôi nha chị. Tâm Tuấn Đông nâu cacao một set. Nguyễn Nguyễn hai áo nâu cacao. Anna Ca nâu cacao. Đỗ Nhã Phương nâu cacao một set. Nga Thi Võ nâu cacao. Thằng Hoàng nâu cacao. Yêu của chị Ca Thi Mai sửa lại thành ba áo. Chị ơi mới về rồi chị. Mày sáng mai nhớ đưa vào cho anh Phong hay cho chị xem. Mày mà quên là mày chết với chị đấy. Nói trước à. Sáng giờ tao lu bu mà anh ke mẹ nó ố ở đây là chị không có nhờ nó được ấy. Này các chị ơi mới về đấy. Các chị đừng có để cho tú mặc nha. Tú mà mặc là nhà tú chết bị cháy đơn hàng. Trời ơi nó đẹp. Các chị ơi tường vi xanh. Tường vi đỏ đô 150 ngàn một áo. 250 ngàn một bộ các chị ơi. Tường vi đỏ đô cho em giá 150 ngàn một áo, 250 ngàn một bộ. Các chị ơi, riêng cái màu này ấy, theo em nha. Lấy hẳn hai áo luôn đi. May nguyên một bộ luôn, mặc cho nó sang chị ơi. Còn không, các chị ở nhà có này, quần hồng dâu này, quần trắng này, quần vàng này, các loại quần, không cần phải may quần. Quá đẹp luôn. Cái này mà để cho tú mặc mà không cháy đơn nữa thì thôi luôn đó. Cho em là tường vi đỏ đô nhé. 150 ngàn một áo màu mới nhất. Thanh Phú Nguyên tường vi đỏ đô. Đạo Nguyên Nguyên tường vi đỏ đô. Đầm Thủy tường vi đỏ đô. Thảo Trương tường vi đỏ đô. Nhà Mai Liên Hoa hai áo tường vi đỏ đô. Cherry Nguyễn tường vi đỏ đô. Tiffany Nguyễn tường vi đỏ đô. Phương Anh Nguyễn hai áo tường vi đỏ đô. Lan Trúc tường vi đỏ đô. Phạm Nguyễn Teresa tường vi đỏ đô. Phương Ngọc tường vi đỏ đô. Hoàng Nga tường vi đỏ đô. Lê Bạch hai áo tường vi đỏ đô. Phát Phương Nguyên tường vi đỏ đô. Thái Dương tường vi đỏ đô. Đỗ Nhã Phương hai áo tường vi đỏ đô. Phương Lê tường vi đỏ đô một set. Phương Dung hai áo tường vi đỏ đô. Hoa Nguyễn tường vi đỏ đô. Anh Nguyên tường vi đỏ đô. Hoài Phương tường vi đỏ đô. Trương Thị Kim Dung tường vi đỏ đô. Jackie Lê. Chị Jackie Lê ngày mai bên em sẽ có bạn liên lạc lại với chị nha. Chị bỏ một áo rồi bỏ đi riêng. Cường đồng phục ấy, bên em mai sẽ có bạn chốt đơn riêng cho chị nhé. Mùa Hoa Cúc tường vi đỏ đô.
Thảo Bạch Tường Vi đỏ đô, Hằng Nguyên Tường Vi đỏ đô, Thu Hằng Tường Vi đỏ đô, Lê Thị Thu Hằng Tường Vi đỏ đô, Thùy Trung Tường Vi đỏ đô, Trúc Lê Tường Vi đỏ đô, Anna Lê Tường Vi đỏ đô, Văn Lưu Tường Vi đỏ đô, Linh Trúc Tường Vi đỏ đô, Nguyễn Lan Tường Vi đỏ đô, Nguyễn Hằng Tường Vi đỏ đô, Đoàn Hồng Châu Tường Vi đỏ đô, Nguyễn Vi Tường Vi đỏ đô, Thi Nga Trần Tường Vi đỏ đô, Hồng Thị Nguyễn Tường Vi đỏ đô, Dung Kim Nguyên hai áo Tường Vi đỏ đô, La Ma Tường Vi đỏ đô, Trần Hường hai áo Tường Vi đỏ đô, Thân Trịnh Tường Vi đỏ đô, Trần Thị Mỹ Nhung Tường Vi đỏ đô, Thanh Thanh Lê Thi Tường Vi đỏ đô, Hồng Hà Tường Vi đỏ đô, Trần Thị Lan Tường Vi đỏ đô, Nguyễn Thắm Tường Vi đỏ đô. Hoàng Thái Kim Yến Tường Vi đỏ đô, Trần Hường hai áo Tường Vi đỏ đô. Chị Trần Thị Mỹ Nhung có Tường Vi đỏ đô rồi nha chị. Hồng Thị Nguyễn Tường Vi đỏ đô, Hoa Trần Tường Vi đỏ đô, Nguyễn Thị Nữ Tường Vi đỏ đô, Ái Dài Luân Ly Tường Vi đỏ đô, Kim Nồi Võ Tường Vi đỏ đô, Khúc Thanh Trà Tường Vi đỏ đô. Đỗ Vinh ba áo Tường Vi đỏ đô, hai bài và không đi bay cho chị là phải an toàn nhé, chăm. Mỹ Hạnh Nguyên Tường Vi đỏ đô, Trương Kim Nguyên thêm hai áo Tường Vi đỏ đô, Lê Linh hai áo Tường Vi đỏ đô. Cho chị Tường Vi trắng ở đây đi nhỉ. Bên Trê Hâu Tường Vi đỏ đô, Nguyễn Tâm Tường Vi đỏ đô, ôi ôi Tường Vi trắng. Không mua được chuyến Vi trắng thì mua Tường Vi trắng mặc đấy chị ơi. Chốt đơn cho em Tường Vi trắng 150.000 một áo, 250.000 một bộ, viện phí ship toàn quốc cho các chị nha các chị. Nguyễn Phương Tử Vi đỏ đô. Các chị ơi, Tường Vi trắng cho em, chị nào lấy thì các chị chốt Tường Vi trắng cho em nha. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Em viện phí ship cho các chị cứ yên tâm mua vải của nhà Tú. Bán đúng chuẩn hàng loại một cho các chị luôn. Thanh Phú Nguyên Tường Vi trắng, Phạm Nguyễn Thi Lê Sa Tường Vi trắng. Tự nhiên ra mình hay giao cây này. Hôm nãy để riêng cùng với cái áo của Tâm chưa? Tiên Kim Tường Vi đỏ đô, Kim Văn Bùi Tường Vi đỏ đô, Hoàng Thái Kim Yến Tường Vi trắng. Cho chị màu Dona Nguyễn Tường Vi trắng một set. Cho chị màu lá mẹ ở đây em. Đoàn Hồng Châu Tường Vi trắng. Còn Lê Bạch Tường Vi trắng. Cái màu này này các chị, em cảm thấy với các chị giúp và nó đẹp lắm. Còn ít lắm các chị ơi, giá có 150.000 một áo, nhưng mà các chị có phải công nhận với em là ở ngoài Tường Vi rất là đẹp đúng không? Trời ơi, chốt đơn cho em Tường Vi xanh lá các chị ơi, Tường Vi xanh lá mẹ 150 một áo, 250 một bộ cho em nha các chị nhé. Chị nào lấy thì các chị chốt Tường Vi cốm cho em đi. Cốm thì các chị đứng lá mẹ cốm, mình mặc mấy cái màu lạ lạ đi các chị. Trần Gia Khanh Tường Vi trắng, Tường Vi là em có đủ màu, không thiếu bất cứ một màu gì luôn đấy các chị. Em bán đợt này đợt thứ hai nữa là gần khởi đấy các chị ơi. Mai Lan hai áo Tường Vi cốm, Cẩm Lan hai áo Tường Vi cốm, Giang Hồng Châu Tường Vi cốm,
trận tường vi con. Chị bay một bộ này rồi, đẹp lắm Tú ơi. Xuất sắc luôn. Chị thôi bật comment lại giùm em là tường vi sắc cốm hả chị? Sàn hành tường vi cốm. Màu mà gọi là bán và nhiều nhất ấy, về sau này mới có hàng lại nhiều quá, đó là màu xanh cổ vịt với lại là màu xanh đen, là hai màu đó lại nhà em bán nhiều nhất cho các chị luôn. Và lên áo dài là đẹp nhất luôn, hai mấy cái áo đó vẫn còn đang giữ đấy, đang bảo đợt này đi đứng ta lê lên đấy các chị. Thôi bật tường vi cốm, nhân nhường tường vi cốm, Thảo Nguyễn tường vi cốm, Trần Tú Anh tường vi cốm, Thanh Thúy tường vi cốm, các Thu Nguyên tường vi cốm, các tin hai áo tường vi cốm. Có hồng cánh sen các chị. Anh Lê tường vi trắng. Trời ơi, hồng cánh sen. Sao bỏ qua được trời. Xuất sắc. Không những có hồng cánh sen mà em còn có cả hồng phấn nữa. Chị nào lấy thì các chị chốt đơn tường vi hồng cánh sen cho em nha. 150.000 một áo, 250.000 một bộ thôi các chị ơi. Có cả tường vi hồng phấn luôn. Trời ơi, xinh lắm. Các chị ơi, đúng thật năm nay là gọi là lên ngôi tơ tằm. Hot từ cuối năm ngoái em bán cho đến bây giờ một năm vẫn giữ vị thế độc quyền luôn. Tường vi hồng gắn sen cho em nha. Giá 100.000 một áo, 150.000 một áo. Xin lỗi các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt tường vi hồng gắn sen cho em. Một 50 một áo, 250 một bộ nha các chị nhé. Vậy em có cả hồng phấn luôn đấy các chị. Lê Bạch tường vi hồng cánh sen. Phương Anh Quyên hai áo tường vi hồng cánh sen. À, dễ thương chưa. Trắng hoa tường vi hồng cánh sen. Đâu ai nghĩ ra một bộ hồng phấn mà mặc mà nó xinh như thế đâu. Phan Dung tường vi hồng cánh sen. Hồng Hoàng tường vi hồng cánh sen. Tami Nguyễn một tường vi cốm và một tường vi trắng. Thu Nguyễn tường vi hồng cánh sen. Thanh Lịch tường vi hồng cánh sen. Kim Nội Võ tường vi hồng phấn. Có xanh đen, có xanh cổ vịt luôn các chị. Có xanh biển luôn. Và em có cả màu xanh lý nữa. Mai Lê tường vi hồng phấn. Đoàn Hồng Châu tường vi hồng phấn. Đoàn Hoàng Gia Bảo tường vi hồng cánh sen. Trương Thị Kim Dung tường vi hồng phấn. Thảo Trương tường vi hồng phấn. Ngọc Ngọc tường vi hồng phấn. Hồng Vũ hai áo tường vi hồng phấn. Nguyễn Thị Tuyền hai áo tường vi hồng cánh sen. Hồ Thị Hồng Loan hai áo tường vi hồng cánh sen. Kim Lờ Võ tường vi hồng cánh sen. Phương Thanh tường vi hồng cánh sen. Em đưa cả hồ lý nữa thôi cho chị. Đặng Nguyên Nguyên tường vi hồng cánh sen. Đưa hết ra đây cho chị. Em bỏ lên 3 màu luôn cho các chị so sánh. Các chị lựa một màu nào các chị mặc thì tùy mình nha. Hôm nay là gọi là chiều các chị hết mức có thể luôn rồi đó. Đây, màu này hôm vừa rồi em bán đồng phục nhiều lắm. Đây là tường vi xanh Đức Mẹ này. Còn đây là tường vi xanh Lý này các chị. Đưa cho chị màu xanh đen ra đây. À, vậy là chúng ta không bỏ màu xanh cổ vịt lên luôn. Còn màu xanh cổ vịt nữa. Đây là tường vi xanh đen này các chị. Ba màu này các chị thấy khác nhau chưa? Đọc lại nhé. Đây là tường vi xanh Đức Mẹ. Còn đây là tường vi xanh Lý. Còn đây là tường vi xanh đen. Như các chị nhé, 150.000 một áo. Lê Thu Nguyên tường vi hồng phấn.
Còn đây là tường vi xanh cổ vị. Màu này là màu chưa được mặc nữa, không biết đưa cho ai luôn đây này. Chưa thèm gieo luôn. Ừ, đến lúc gieo đi rồi đứng năn nỉ các chị muốn gãy lưỡi. Cái lúc đến lúc gieo cái hết hàng, cái lúc đấy các chị hỏi động trời động đất luôn. Bốn màu xanh đẹp nhất có thể. Và Nguyễn Thê Vê Sa tường vi xanh Đức Mẹ chữ viên qua gieo canh xong. Phương An Nguyên tường vi xanh Đức Mẹ. Nguyễn Hằng tường vi xanh Đức Mẹ. Thu Hà Hồ tường vi xanh Đức Mẹ. Trần Gia Khanh tường vi xanh đen. Thủy Nguyễn hai áo tường vi xanh cổ vịt. Bích Thúy Hồ tường vi xanh cổ vịt. Ngọc Ngọc tường vi xanh cổ vịt. Helen Đặng tường vi xanh đen hai áo. Vân Lưu tường vi xanh đen. Trương Lê tường vi xanh đen. Vân Nguyễn tường vi xanh Đức Mẹ. Trần Huệ tường vi xanh cổ vịt. Kim Nờ Võ tường vi xanh cổ vịt. Hồng Vân Nguyễn tường vi xanh cổ vịt. Cô Nguyễn tường vi hồng phấn. Đỗ Nhã Phương tường vi xanh cổ vịt và tường vi xanh đen. Trần Hà tường vi xanh Đức Mẹ. Dung Nguyễn tường vi xanh cổ vịt. Dung Trần tường vi xanh cổ vịt. Nguyễn Hải Yến tường vi xanh Đức Mẹ. Lê Hằng tường vi xanh đen. Tuyết Vũ tường vi xanh cổ vịt. Hoàng Anh Lưu tường vi xanh cổ vịt. Đặng Nguyên Nguyên bốn áo bốn màu. Trương Lê tường vi xanh đen. Lê Bạch tường vi xanh cổ vịt. Kim Hương Nguyễn Thị tường vi xanh cổ vịt. Minh Nhật tường vi xanh lý. Hồng Ngô tường vi xanh đen. Phi Nga Trần tường vi hồng cánh sen và tường vi xanh cổ vịt. Trần Hường tường vi xanh cổ vịt hai áo. Dược Liệu Kho tường vi xanh cổ vịt. Mickey Lê Hoàng tường vi xanh Đức Mẹ. Helen Đặng tường vi xanh Đức Mẹ. Trần Thị Lan tường vi xanh cổ vịt. Phương Phạm tường vi hồng phấn. Thân Dung tường vi xanh cổ vịt. Võ Thí Phượng hai áo tường vi xanh cổ vịt. Nguyễn Thị Nữ tường vi xanh Đức Mẹ. Mỹ Luyện tường vi xanh Đức Mẹ. Thủy Nguyễn tường vi xanh Đức Mẹ. Ok chị Helen Đặng. Chi Nguyễn tường vi xanh cổ vịt. Thân Tôn tường vi xanh cổ vịt. Đỗ Lâm tường vi xanh Đức Mẹ. Đoàn Hồng Châu tường vi xanh lý và tường vi xanh đen. Chết Xu Me tường vi xanh đen. Hồng Dâu lên đây luôn. Trinh Nguyễn tường vi xanh Đức Mẹ. Kim Nờ Võ tường vi xanh lý. Mỹ Soàn tường vi xanh lý. Giao Trâm tường vi xanh cổ vịt. Gom hết phiếu phải đi tí bỏ xong. Còn hết phiếu phải đi tí lấy chỉ ra là bỏ xong. Còn hết phải đi. Còn hết phải đi. Chồng vượt hai chục ký bỏ vô đi nào. Chồng phượng tường vi xanh Đức Mẹ. Còn hết phải bỏ luôn đi. Bỏ hết phiếu hoặc đó. Tường vi vào đi. Đọc tới đâu bỏ hết phiếu tí chỉ cho. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng dâu, là màu em mặc đầu tiên luôn đấy các chị. Và em còn cho các chị thêm tường vi đỏ nữa là hết này các chị ơi. Hồng Thế Nguyễn tường vi xanh cổ vịt. Màu này các chị cho em là tường vi hồng dâu và tường vi đỏ cho em. 150 một áo, 250 một bộ cho em nha các chị nha. Con biết kẻ được màu hồng cánh sen cho luôn. Nguyễn Màu tường vi xanh Đức Mẹ. Lê Bạch tường vi xanh đen. Màu này các chị cho em là tường vi hồng dâu và tường vi đỏ cho em là full màu luôn rồi đấy các chị. Không còn thiếu bất cứ một màu gì. Có thiếu một màu duy nhất đó là màu kem. Nhưng mà các chị nhớ là đợt trước em có nói với các chị là màu kem em bán nhiều nhất luôn rồi. Và em bán đầu cục mù lóc luôn rồi. Cho nên màu kem tạm ngưng không bán nữa. Là nguyên nguyên tường vi đỏ. Đẹp lắm mấy chế ơi. Xuất sắc, không cần, không có điểm trừ luôn á. Thanh Trịnh tường vi đỏ. Mã Nghi Dương tường vi hồng dâu. Xuân Võ tường vi xanh cổ vịt. Thanh Phú Nguyên tường vi hồng dâu. Thanh Nguyên tường vi đỏ. Bích Trương tường vi hồng dâu. Em cho chị một tán cái màu da của Thực Uyển á. Mà mấy chị uống trước đó đó.
hai màu đó lên đây bé khuyến mãi cho các chị này. Thì Nguyễn Tường Vi Hồng Dâu. Hồng Thị Nguyễn Tường Vi Hồng Dâu. Bình Thị Tuyết Hạnh Tường Vi Đỏ. Đỏ cho em và hồng dâu cho em nhé. Các chị có nhớ cái quần này mà em mặc mà cả thế giới hỏi không? Hôm nay em có nói à, hôm thứ bảy chứ trưa hôm thứ bảy em có bán khuyến mãi cho các chị một đợt buổi trưa rồi. Bây giờ em bán khuyến mãi cho các chị thêm một đợt buổi tối hôm nay nữa với cái giá này nha. Em tính các chị giá 90.000 một áo thôi. Em tính các chị giá 90.000 một áo thôi. Em miễn phí ship cho mình luôn. Em bỏ cho các chị xem nha. Phương Mình Lê Tường Vi Đỏ. Trần Quý Tường Vi Đỏ. Nhà May Liên Hoa Tường Vi Đỏ. Cái màu này là cái màu mà xám mà em mặc mà các chị hỏi quá trời quá đất luôn á. Các chị nhớ không? Và nếu mà chị nào mà muốn kiếm cái màu quần á, mà màu mà gọi là đúng chuẩn màu xám chì luôn á, thì các chị lật mặt này ra các chị may nó sẽ ra xám chì. Chứ đâu phải màu đen đâu nha. Còn nếu các chị thích chuẩn xám luôn thì chỉ có cái này đó là best seller nhá thôi. Chốt đơn xám cho em 90.000 một áo. Thúy Hằng Tường Vi Đỏ. Thi Nga Tràng Tường Vi Đỏ.
học là mấy sáng vậy? Con có tiết học được. Tắt máy đi. Còn chị nào lấy xém thì chốt xém cho em nha các chị nha. Giá cho em là 100, giá cho em là 90 ngàn một áo các chị ơi. Nguyễn Linh xém, Thành Pháp xém, Minh Hiếu Đặng xém, xém cho em giá 1, giá 90 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt xém cho em nha các chị nha. Trời ơi đẹp lắm mấy chế ơi. Cái này mà các chị may quần là phải nói là hết sảy con bà bạn luôn á. Xém cho em giá 90, chị nào lấy thì các chị chốt xém cho em. Nói tắt đi hả? Nguyễn Hoàng xém. Tắt đi, đang chỉnh cho. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là màu da. Xe sao Bích Sơn 28, Mai Bình xém. Đấy, 8, 10. Chỗ này còn khoảng cho các chị mười mấy áo nữa là hết luôn. Các chị ơi, da cho em giá 90, chị nào lấy thì các chị chốt da cho em nha các chị nha. Nụ Lê xám, Thúy Nguyễn xám, Đoàn Hồng Châu xám, Trúc Lê xám. Dê yeah, cho em giá 90, chị nào lấy thì các chị chốt dê yeah, cho em bên cái máy bên này. Thanh Phú Nguyên da, Lao Cao da. Mở cái máy lên đó, kêu đi tiếp, mở lên đi bố. Ủa em hút cái gì vậy? Trương Thị Kim Dung da. Dê cho em giá 90 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt da cho em. Giáp Thương Mèo da, Minh Nhật da, Nhà Mai Liên Hoa da, Huỳnh Minh Diệp xám. Trời ơi, còn có 8 cái nữa các chị. Có nhiều nhặn nhí đâu. Chốt đơn cho em về nha. Chị nào lấy thì các chị chốt về cho em. Đây các chị, trời ơi đẹp lắm luôn, sao vậy? Này nhỏ ơi, trời ơi lụa vân phép đẹp lắm luôn đấy. Đừng nói cô mua áo nào nha, tôi bị buồn đấy. Đấy. 170 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ các chị ơi. 170 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ. Quá trời quá đắt rồi. Đừng nói không mua áo nào nha, ngày mai không có cái nào để bán luôn đâu các chị ơi. Ngày mai là không có cái áo nào để bán luôn á. Giá cho em là 170 một áo, 270 một bộ cho em các chị ơi. 644 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 644 cho em. Một áo 270 ngàn một bộ nha các chị.
ghé trước đi. Dạ rồi. 644 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 644 cho em nha. Em bỏ cái này lên luôn đi. Đó, Nguyễn Hương 644. Hương Nguyễn 644. Ngày mai có áo thì bạn sao lên nói trước à. 644 một set. Trần Hoa 644. Phương Anh Nguyên 644 một set. Kim nhà em ở đây không có hàng để bán. Thân nhà Linh 644 các chị ơi. Ôi, đẹp nhức nắp luôn á. Quá trời quá đất luôn. Sáu bốn bốn cho em, giá 170.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 644 cho em các chị ơi. Cũng Hà 644, Văn Phạm 644, 170.000 một áo, 270.000 một bộ, chất vải là lụa Văn Pháp, ngày mai không có một áo nào bán cho các chị hết. 644 một set, Jackie Lê 644, Thơ Bạch 644. Ngày mai là lịch của các chị là chỉ có bán sách con nắm kim thôi các chị ơi. Nguyễn Khuyên 644, Nguyễn Trang 644, còn hai. Trần Hiền 644, còn một. Bỏ phiếu đi nhỏ. 644. Okay. 170.000 một áo, 270.000 một bộ cho em các chị ơi. Trời ơi, trưa nay em đâu có dám bán hết cho những chị buổi trưa đâu. Em để dành cho các chị buổi tối khoảng mười mấy mẫu bán các chị, nhưng mà các chị làm túi thất vọng quá. 215 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 215 cho em các chị ơi. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. Dạ, vải áo mẫu mặc là lụa ngọc trai, giá 100.000 một vải áo, chị nào lấy thì comment giùm em là vải áo mẫu mặc ạ. 215 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 215 cho em, chất vải là lụa Vân Pháp chị ơi. Vân Pháp nhà em cực kỳ xịn sò luôn, sau khi em thẩm định cho các chị vải mà các chị mua 130.000 mà em cười ngất các chị ơi. Em cười sặc luôn á, em dám cam đoan với các chị một câu, các chị nhận về là các chị bảo thôi, ai biểu. Hương Nguyễn 215, Tuấn Dương 215 một set, Thu Huyền Nguyễn 215, Bình Lê Thi 215, nó mọc lét luôn các chị ơi. Jenny Huỳnh 215, Văn Phạm 215. Sự Phúc 215. Đúng chuẩn màu hồng cắm sen luôn. 215 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 215 cho em nha. 170.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Tiếp Vinh 215, Jackie Lê 215 một set. Nguyễn Yến 215. Bỏ cái này đi trong cái vực đấy, nhưng mà em luôn đi nào, tí rất là bỏ phía sau. 215 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 215 cho em các chị ơi. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ, chất vải là lụa Vân Pháp cho các chị nhé. Thanh Huyền 215, 834 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 834 cho em các chị ơi. Mai không có áo nào bán đâu. Mai mà các chị muốn mua Vân Pháp là bó tay luôn, không còn một mét nào bán hết mấy chế ơi. Chỉ có Thái Tuấn thôi. Dễ thương chưa. 834 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 834 cho em nha. 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Lan Chi 834, Hoàng Văn 2 áo 834, Thảo Lan 834 một set, Saron Nguyên 834, Song Linh 834, chị Huệ 834. Mẫn Nghi Dương 834, Thúy Trần 834. Jenny Huỳnh 215 thêm 1 set. Vân Lê 834.
Minh Hiếu đặng 834 một set. Mai Bình 834. Còn 3. Yến Độ 834 một set. Còn 2. Trang Kim 834 một set. Còn 1. Nhà Mai Liên Hoa 834 một set. Em hết chưa các chị nhé? Giá có 170.000 một áo à các chị ơi. Một lóc. Hàng nhà đúng là đúng chuẩn hàng chất lượng loại 1 cho các chị luôn. Riêng đặc biệt đấy, nếu mà chị nào á, các chị cứ may với cái màu này cho em, cho dù các chị lớn tuổi các chị mặc cũng ok, và các chị nhỏ tuổi các chị mặc cũng ok. Trừ khi là những chị nào mà 80 tuổi thì các chị không mặc màu này của em được thôi. 101 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 101 cho em nha. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị. Trời ơi xinh lắm. Ở dưới nó ôm rê nha các chị, nếu các chị mang trên ngực xuống. Còn nếu không là ở trên ôm rê xuống ấy các chị ơi. Trời ơi cái màu xanh lý sặc sao đẹp hết. 101 cho em giá 170, chị nào lấy thì các chị chốt 101 cho em các chị. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. Văn Phạm 101, Nhân Nhường 101, Ngọc Ngọc 101, Lan Mai 101. Cho em giá 170.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 101 cho em. Chiều này em còn cho các chị mấy áo này? Mẫu này 101. Mẫu này được chứ cũng mặc hơi bị nhiều luôn. Jenny Huỳnh 101. 432. Bốn ba hai em còn có hai áo, chị nào lấy thì các chị chốt 432 cho em. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nhé. Mẫu này cũng vậy, còn có ba áo luôn. Thanh Thanh Dinh hai áo 101. 764 cho em. Lan Ma 432. 764 còn ba. Hết luôn. Đây nữa luôn. Nhân Lê Huỳnh 764. Đẹp chưa? Quá trời quá đất. Vô Văn Nguyên 764. Quần màu đỏ cho các chị mặc mà không đẹp nữa thì thôi luôn. Nhân Lê Huỳnh 827. Còn 2. Lan Ma 827. Sang chưa? 170.000 một áo các chị ơi, 270.000 một bộ nha các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em 040 này các chị. Cho chị 1, 2, 3 cái mẫu đó vô đây đi. Chị bán một mẫu để bán hàng chợ. Chị ngày mai là có mỗi 30 mấy áo. Nhưng mà là màu da không phải màu này. Ủa mẹ chị đọc cái này bao nhiêu nhỉ? 032 đúng không? Chưa lên mẻ hả? Diệp Tràng 558. Rồi 032 là 040 nhỉ? 040 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 040 cho em các chị ơi. 170.000 một áo nhé, 270.000 một bộ. Đằng sau em là lụa sapphire đấy các chị. Màu xanh đen, màu xanh rêu, màu hồng, màu 16 và màu xanh lý.
Bán mới về 558. Đấy. Có phiếu chưa? Không. À. Phụng Hòa 040. 040 cho em, giá 170, chị nào lấy thì các chị chốt 040 cho em nha các chị nhé. Sau khi là lô này em thành công nghĩ vậy, em biết các chị trong một ngày hôm nay nhờ em bán trên 500 áo thì lấy các chị ơi. Ghê thiệt. Sửu Phúc 558. Phương Lê 040 một set. Jenny Phụng 040 một set. Còn 3. Chị nào lấy thì các chị chốt 040 cho em nha. Các chị ơi, giá chỉ có 170.000 một áo thôi, các chị đừng có so sánh. Nhà Mai Liên Hoa 040. Các chị đừng so sánh thế, 130.000 một áo nha các chị nha. Nó khác hoàn toàn với các chị, em tự tin với các chị một câu luôn đấy. Chị ơi, 16 cho em này, các chị giá 100.000 một áo chất vải là lụa sapphire. À. 16 cho em giá 100.000 một áo chất vải là lụa sapphire, à. Chị nào lấy thì các chị chốt. Ê, đừng có mang xuống đấy cắt chị hai, lấy móc treo nó vào đây cho nó gọn. Chị ơi. Có vài có 2 3 cái áo thôi đừng mang xuống đấy nha. Cho em 16, chị nào lấy thì các chị chốt 16 cho em ha. Hiền Nguyễn 16. Đoàn Hồng Châu 2 áo 16. Có xanh đen. Chia một móc cho chị được rồi. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh đen nha. Phụng Hồ 2 áo 16. Bé Mén 2 áo xanh đen. Maria Kim 16. Màu này các chị chốt cho em là màu rêu. Và màu này các chị cho em là màu xanh lý. Trời ơi nó đẹp. Mới về luôn. Jenny Huỳnh xanh đen. Chính Nguyễn 16. Phụng Hồ 2 áo rêu. Đúng rồi. Màu này rất là đẹp luôn. Vương Anh Nguyên 2 áo 16. Các chị chốt cho em là một xanh lý nha. Jenny Huỳnh xanh lý. Bé Mén xanh lý. Phụng Hà xanh lý. Đoàn Hồng, Đoàn Hồng Châu xanh rêu. Kim Châu Yêu 16. Tự Phúc 16. Trung Kiên Võ 16. Phương Thu 2 áo xanh đen. Hôm nay các chị chốt cho em là màu cà rốt. Mỹ Huyền 2 áo xanh đen. Chính Nha xanh lý. Thu Hương Nguyễn xanh rêu. Em bỏ
Thế Hạ Vi á, cái Tường Vi á, em bỏ trước đi. Còn lấy màu gì nữa không? Các chị ơi, một cà rốt này các chị không lấy nữa hả? Trời ơi, em cái dây không lấy nữa hủy. Chốt đơn cho em cà rốt nha, chị nào lấy thì các chị chốt cà rốt cho em. Có trắng nữa đây các chị. Trắng là các chị nhìn nhiều rồi. Phụng Hồ hai áo cà rốt. Có tôi tầm thái quán này mới về đẹp quá chị ơi. Đẹp quá, đẹp lắm luôn á. Thôi đợi để mặc đi rồi bán sau cũng được các chị. Tại vì Thái Tuấn đâu có nhiều đâu. Một giỏi lắm mà. Nếu mà giỏi lắm một mẫu bay ra nhá, gọi là gom hết nguyên một cái lô mà mới về luôn ấy. Chỉ khoảng chừng 300-400 áo. Đó là gom hết cả một cái miền Nam luôn ấy. Còn ở ngoài miền Bắc còn một cái nữa nhưng mà thôi. Đoàn Hồng Châu cà rốt này chị. Trung Kiên Võ xanh lý. Hồng Phạm xanh lý. Đẹp nhức nhối con tim luôn đấy trời. Một cà rốt. Tôi tổng Thái Tuấn 350.000 một thẻ các chị. Dạ có nha chị San Diệu. Chị nào lấy thì các chị chốt tôi tổng Thái Tuấn cho em 350.000 một áo. Quá trời quá đất đẹp luôn. Cái này mà không đẹp thì đúng gọi là đời không để luôn. Nga Phạm trắng. Cái gì trắng? Cái hiệu xanh màu trắng đó. Để như sau chú của chị có đây trái là tất nhiên. Thái Tuấn nữa hả? Em nghỉ cho các chị nhá. Các chị có lấy tơ tạp Thái Tuấn nữa không? Trời ơi sao đỏ quạt chị bà chết. Linh Nguyễn tơ tạp Thái Tuấn. Sao đỏ quạt chị bà chết. Buồn quá. Giờ này mà cứ thấy đỏ quạt là thấy buồn. Thái Tuấn cho em giá 350 ha, em nghỉ nha các chị nhé. Ngày mai nhớ đón xem live stream nha các chị. Ngày mai là có tha ăn kim về nhiều lắm đó. Cái mẫu đẹp không? Thanh Huyền tơ tầm Thái Tuấn. Hồng Phạm tơ tầm Thái Tuấn. Đặng Nguyên Nguyên tơ tầm Thái Tuấn. Thanh Huyền hai áo cà rốt lụa sapphire. Sở Phúc xanh lý lụa sapphire. Phương Anh Nguyên tơ tầm Thái Tuấn. Lấy luôn cái màu này luôn đi cho nó sang thì chị Phương Anh ơi. Màu này mà chị mặc cái quần đằng sau đẹp lắm kìa. Ồ này này, trời ơi, xưa này em bán mà em bị quê ấy chị. Em đang tính em đi may đấy rồi, em biết chữa quê được. Trời ơi, cái màu người ta nó tay, cực kỳ tay luôn mà bán bị ế. Ngộ nhở. Mai Bình tơ tầm Thái Tuấn. Lê Thị Tình tơ tầm Thái Tuấn. Tống Thơm tơ tầm Thái Tuấn. Mùa này có ai dám đụng mà hẻ mất tiền đâu, cuối năm này. Ai cũng đại hạ giá. Có mỗi nhà em lên giá rồi các chị ơi. Hồng Phạm và rốt lỗ sapphire. Chị Huệ hai áo xanh lý lụa sapphire. Màu này chị lấy thì chị chốt cho em là 688 nha. 350.000 một áo các chị ơi. Chắc phải là tơ tầm Thái Tuấn đấy các chị. Đẹp lắm. Ôi ôi cái này nó tay. Cái tay của nó là xỉu nghe luôn. Jenny Huỳnh hai vải áo máu mặc 668. Giá là 350.000 một áo.
Phạm 668. Ân Phạm 668. Không biết bỏ thì để đấy, tí chị bỏ cho. Đoàn Hồng Châu 668 một set. Jenny Phụng 668 một set. Phương Anh Nguyên 668 một set. Sáu sáu tám là lụa tơ tầm Thái Tuấn cho chị Bích Nguyên. Ba trăm năm mươi ngàn một áo chị ơi. Bích Nguyên bốn áo 668. Còn ba. Đây màu mà bé rất thèm nhất là màu tím. Tím Huế. 350 ngàn một vài áo nha chị Bích Nguyên. 225 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 225 cho em các chị ơi. Chè mẹ ơi. Ok chị Bích Nguyên. Bích Nguyên xả ra hai áo, lấy hai áo thôi. Các chị ơi, 225 cho em là một tí thôi ấy nha, bỏ lại một áo. Trinh Đỗ 668. Trăng Trăng 668. Đâu, thì chị Bích Nguyên còn có 3 thôi. Thì tính ra là chị gì cuối cùng là không có. Chị Trang Trang 668 em thấy chị chọn mẫu khác giùm em nha chị. 225 giá 350 nè. Màu bà bán rất hàng nhất luôn. Và có màu này mới về nè. Ok chị Jenny Huỳnh. Jenny Phụng 225. Chính Nhan 225. Ôi, em phải đưa cái đấy lại để ngày mai mình bỏ ấy lại chứ. Để béo lên trên nhóm chứ. Là chị Bích Nguyên. Phương Anh Nguyên 225. Ngọc Văn 225. 350.000 một áo. Bên em hoàn toàn hỗ trợ free ship cho mình. Chị nào lấy thì các chị chốt 225 cho em này. Và màu này màu cuối cùng là màu 874 nghỉ các chị ơi. Thái Tuấn mà nhiều chị hỏi em ơi có đẹp nữa không thì thôi không mặc cái gì đẹp hơn được nữa đâu các chị. Thái Tuấn phải xếp hàng với cho tập Hồng Kông ấy, chứ còn nghe sáng là không có cửa luôn. Cám 74 này mà mặc cái quần xanh ngọc cũng được, mặc cái quần xanh lý đằng sau cũng được. Jenny Phụng 874 một set. Cái quần xanh lý chị đi cho đẹp. Hồng Anh 874. Kim Hương Nguyễn Thị 874. Katarina Nguyễn 874. Kim Lý Trương 874. Mai Bình 874. Lan Chi 874. Hà Yến Mỹ 225. Đặng Nguyên Nguyên 874. Kim Lý Trương thêm quần của 874. Em bấy cho chị quần đúng ý của em. Em lựa cho chị quần. Cái này là nhân viên cho phốt phối hết. Còn em lựa là lựa quần tâm lý cho chị. Chú mặc cái đẹp là đẹp. Xuất sắc 100% luôn. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị vào livestream ngày mai nha các chị ơi. Đặng Nguyên Nguyên 225.